cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá, tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi như. Ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. Thank you.
thể nào tràng được chúng ta thì chúng ta niệm Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, kỳ vừa rồi chúng ta đã học xong cái phần phá hành ấm và đã có cái phần đoạn đầu của cái phá thức ấm. Chúng ta chắc trong cái tựa đề không có để là những ma sự thuộc thức ấm, mai mốt để trong bán băng đĩa mình cũng phải sửa lại. Những cái cảnh giới thù thắng của phá thức ấm hay hơn, cũng như những cảnh giới thù thắng của phá hành ấm, hoặc là những cái tướng thù thắng, sửa cho nó đẹp đẹp một chút. Tại vì tới đây cảnh giới của thánh rồi chứ không còn là ma sự được. Thế là sao ngay cả từ tưởng ấm trở lên, tưởng ấm trở lên thì mình cũng có thể mình dùng cái tựa đó là những cảnh giới thù thắng của người phá được tưởng ấm. Thì bây giờ từ đó trở lên là những cảnh giới thù thắng, hoặc là những tướng thù thắng của phá thức ấm nha. Hoặc là những cái hiện tướng, những cái cảnh giới hoặc những hiện tướng thù thắng của người phá thức ấm. Nghe ma sự kỳ, chỗ này nó không có thể là ma được. Mấy cái người này không hiểu sao. Chúng ta nói lại trong cái cảnh giới của thức ấm, của cái hành ấm mà mất á, tức là cái tướng thù thắng của hành ấm nó được kết thúc. Như là đọc lại cái đoạn này một tí. A nan, thiện nam tử tu pháp tam ma địa, khi hành ấm hết thì cái then chốt lay động u uẩn, chúng sinh sanh ra các loài thế gian bỗng nhiên được xóa bỏ xiềng mối vi tế quan hệ sâu xa, gây nghiệp chịu báo của ngã thể của chúng sanh, cảm ứng đều bật dứt. Đối với bầu trời niết bàn sắp được rất tỏa sáng, người đó như khi gà gái tan, xem qua phương đông đã có ánh sáng. Tức là phá thức ấm chuẩn bị nhập niết bàn là một cái cảnh giới ma sự nữa. Tới đây là ma, ngay cả hết tưởng ấm là ma ba tuần không có đường để mò tới rồi. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta nghiên cứu sâu ở cái hệ thống kinh điển đại thừa này thì người ta sẽ hiểu rất là rõ về các vị thiền sư. Mà có các vị thiền sư á, ở Trung Hoa cũng rất là lỗi lạc, nhưng mà vẫn bị quỷ thần thấy tâm. Mà đã quỷ thần thấy tâm rồi là chứng tỏ rằng người tu này định lực chưa có đủ cái độ sâu để
có thể bị quỷ thần thấy tâm. Có những thiền sư chỉ cần đêm đó có một cái tác ý là cần có tiền xây chùa, sáng hôm sau ta chở mấy chục cái xe vàng tới người ta cúng, thì nghĩ là ông sư này có phước được chư thiên ủng hộ ghê gớm để người ta cúng dường xây dựng chùa. Nhưng mà mấy ông sư này nếu mà nhìn về chuyên môn là bị quỷ thần thấy tâm, bị chư thiên thấy tâm. Ra trong cái thời, hình như là cái thời có Ngũ Tổ Diễn là phải, có một ông đệ tử 3 ngày không xuống núi, không xuống để thọ cơm thọ bát chung với chư tăng. Tới ngày thứ tư ngày đi xuống, xuống ngày sư phụ hỏi: ủa sao mấy ngày nay không thấy người xuống đây thọ trai? Cái dạ thưa sư phụ là có chư thiên cúng dường con. Tức là tu đến độ mà tới giờ cơm chư thiên cúng dường là ngon lắm, mà tính theo sư phụ, sư phụ chỉ mà tu hành bất lực để quỷ thần thấy tâm. Ông này quảng quỳ xuống sám hối, và từ đó là sao là quỷ thần mò cúng dường không được nữa, thành ra mỗi bữa phải xuống với chúng xin cơm ăn. Nhập thất lên núi mà quỷ thần thấy tâm để cúng dường chư thiên chứ không phải quỷ thần, mà còn bị vỡ. Thành ra khi mà chúng ta tu mà bị người ta thấy tâm, bị người ta biết mình, chứng tỏ rằng cái công lực chúng ta nó chưa có đủ cái độ sâu. Giống như ngày chúng ta đọc thiền sư thì cũng có rất là nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện như cái ngày Triệu Châu kìa rồi mình nói đó, chuẩn bị đi xuống núi thì ở dưới soạn đồ để cúng dường. Ngày đó là lão tăng tu hành bất lực và vậy đó, từ đó thì sao cũng khó có quỷ thần nào kiếm được. Cái bữa đó đi vòng vòng đi kiểm tra nhà bếp, thì chư tăng làm chắc do gạo thì sao nó đổ gạo ngoài sàn nước, ngày Triệu Châu vỡ. Tức là cái ông đây của đàn na tinh thí không có được phí phạm rồi, ngày tác ý ngày vỡ mấy thầy. Thì ngày vừa xây lưng có một ông mặc áo xanh quỳ dưới chân đảnh lễ. Nên ngày Triệu Châu hỏi ngươi là ai, tự nhiên người chặn đường nó đảnh lễ, nó dạ con là thổ địa ở chùa này, biết bao nhiêu năm con muốn tìm hòa thượng đảnh lễ không ra, bữa nay nhà hòa thượng nổi sân la mấy ông đệ tử con thấy hòa thượng đảnh lễ. Ngày Triệu Châu phủi áo đi. Chúng ta thấy là các thiền sư của mình ghê lắm, tức là cái công lực để mà có thể giữ được tâm mà quỷ ma không thể biết tới thì mấy vị đủ sức để làm cái chuyện đó. Còn nếu mà muốn thả tâm để cho người ta biết là người ta mới biết được. Ra khi mà đã phá tưởng ấm rồi là thiên ma không biết đường mò, cho nên cái con đường mà được gọi là ma đạo không thể nào còn được nữa. Vì vậy mà ở đây mà dùng từ ma sự là nó hoàn toàn không đúng, từ hành ấm trở lên là không còn thể ma sự được. Cái thứ hai ở đây là cái gì, cái những cái then chốt mà nó u uẩn sâu ở trong tâm thức để dẫn con người ta tới cái thế gian này để sinh tử luân hồi là bặt dứt luôn rồi. Tới hết hành ấm là dứt hết rồi. Có nghĩa là ngay cả thức ấm đi nữa, ở ngay cái tưởng ấm mà người ta hết rồi thì người ta không muốn tái lai lại ở cái cõi đời này, là người ta vẫn tiếp ở trong định đó, là người ta không có bị sinh tử rồi. Hết tưởng ấm thì có những năng lực đó rồi. Thì bây giờ tới những cái rất là vi tế sâu xa, những cái quan hệ giữa mình đối với tam giới này, thì trong tam giới này thì có hàng hà sa số chúng sanh trong cái cõi, trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những quan hệ rất là sâu xa, rất là vi tế cũng đã tận trừ luôn rồi. Những quan hệ qua lại về quyến thuộc, về thầy trò này nó nơi kia là coi như hết hết rồi. Hết ở nơi tâm của người này. Người này không có còn gì cái chuyện mà phải nợ nần đi trả nhân trả quả, không còn cái chuyện đó nữa. Tới đây là gần như các vị đó đã giải quyết xong hết những cái điều đó rồi. Rồi nó gây nghiệp để chịu báo, không có chuyện đó. Tức là với cái trình độ tu tập này là cái phước đức và trí tuệ đủ để có thể trả tất cả những cái nghiệp báo sanh tử ngàn đời ngàn kiếp về trước của chính mình. Không mới còn gọi cái từ là bị trả nghiệp nữa, mà là gần như chủ động để giải quyết tất cả những nghiệp tập sinh tử trong ngàn đời ngàn kiếp. Như mình á, thì mỗi lần mình xảy ra chuyện rồi mình nói mình bị trả nghiệp đúng không? Nhưng mà các vị này không có chuyện gọi là bị trả nghiệp, mà chủ động để giải quyết nghiệp tập
một cách rất là sáng suốt, bằng trí tuệ, bằng năng lực, bằng phước đức tu tập của mình, của một vị thánh mà giải trừ nghiệp cũ trong cái chủ động chứ không phải bị động. Cho nên không phải là gây nghiệp để chịu báo, hoàn toàn không có chuyện này. Thành ra các vị thánh mà họ xuống cái cõi này, có nhiều khi họ bệnh á, có nhiều người nói họ thấy họ bệnh thì cứ nghĩ là bị nghiệp bệnh giống như mình. Không phải, họ không bị bệnh đâu, họ hoàn toàn không bị bệnh. Nếu họ muốn không bệnh là không bệnh, nhưng mà cái bệnh này nhiều khi họ muốn bệnh. Có những cái như vậy thì ra khi mà xảy ra những cái chuyện của các bậc thánh là chúng ta không có nhìn bằng cặp mắt phàm, mà chúng ta đánh giá hết cái sự việc đang xảy ra như vậy. Họ đang sống với một cái cuộc sống của một người đời thường, họ không phải là bị mang thân ngũ quẩn như mình, không phải bị kẹt trong ngũ quẩn như mình, ra không được, không có chuyện đó nữa. Mà các vị là mượn cái ngũ quẩn để xài, cái này nó khác nhau. Nó bị mang và mượn thì hai cái khác nhau hoàn toàn. Vì vị này rất là tỏ rõ mọi điều rồi. Tức là bây giờ chúng ta tưởng tượng như bắt đầu 5 giờ gà gái sáng rồi, tức là phá được hành ấm là trời hừng sáng rồi đó. Nếu mà nhìn về cái hướng đông là chúng ta thấy là cái cảnh sáng nó sẽ đã bắt đầu hiện ra trong cái cảnh giới của một người đã phá hết hành ấm, tức là cận kề cảnh giới niết bàn. Nhưng có điều á, gần sáng mà chưa sáng. Chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải hiểu. Nó có một cái điều rất là lạ là khi sáng rồi thì không có một cái vật nhỏ nào chúng ta không thấy. Nhưng mà khi gần sáng thì có thể là cái việc, cái vật lớn chúng ta thấy rõ, nhưng mà vật nhỏ chúng ta thấy không còn rõ. Giống như sợi tóc của chúng ta là lúc hừng đông là chúng ta chưa thấy, nhưng mà sáng rồi chúng ta mới thấy được. Chúng ta thấy, có thể thấy được cái đầu người, thấy được mắt, thấy mũi được, nhưng mà từng cọng lông, cọng tóc chúng ta không thể thấy. Đó, do đó là phải trải qua những cái cảnh giới của thức ấm. Thì từng cái, như hồi trước mình nói là sau khi đã vượt qua tưởng ấm rồi thì người đó không phải là dùng năng lực công phu tu tập giống như cái giai đoạn phá tưởng ấm. Chúng ta nên nhớ điều này. Mà là người này sử dụng cái trí của mình rồi, bắt đầu sử dụng cái trí từ cái định lực hết tưởng ấm. Hết tưởng ấm là sao? Bắt đầu từ đó là sao? Là sử dụng định lực rồi đó. Nhân cái cơ hội, cái tâm đang yên định này mà dùng trí để soi xét sinh tử. Chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy. Thì vậy là trải qua giai đoạn mà giải trừ hành ấm cũng là giai đoạn dùng trí tuệ từ cái năng lực, từ cái định lực mà đã hết tưởng ấm, thì dùng những cái trí để bắt đầu soi cái này thì nó hiện cái này ra, soi tới cái kia thì nó hiện kia ra. Giống như kỳ rồi mình nói là cầm cái đèn pin ban đêm mình gọi chỗ nào chỗ đó nó sáng. Nhưng có điều là gọi tới đâu sáng luôn tới đó, chứ nó không có bị tối trở lại giống như mình xài đèn pin. Thì vậy là cái trong suốt quá trình mà 10 cái cảnh giới của hành ấm là 10 cái cảnh giới được tỏ rõ. Giống như thắp đèn ở cái nhà này thì nhà này sáng, thắp đèn ở nhà kế bên thì nhà đó sáng, là tất cả những cái ngọn đèn được thắp trong tất cả ngôi nhà đều được sáng hết rồi. Trải qua những cái cảnh chấp có, chấp không, chấp phải, chấp trái, chấp đúng, chấp sai gì đó là qua hết rồi. Nhưng mà đó là những cái cảnh giới được trải qua ở trong tâm thức của một cái hành giả đã dùng tất cả những định lực của mình để soi thấu cái nguồn cội sinh tử muôn vạn kiếp của chính bản thân của hành giả đó và tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng ta thấy như vậy thì trong suốt 10 cái bước của một cái hành giả mà phá trừ những cái cửa ngõ, những cái ngõ ngách sinh tử hoặc là những cái thấy lầm của mình trong tâm thức á, thì chúng ta phải dùng từ là thấy tới đâu là sáng tỏ tới đó, thấy tới đâu là rơi rụng tới đó, chứ không còn vướng mắt nữa. Thì chúng ta tới cái phạm vi của thức ấm. Sáu căn rộng rang thanh tịnh, không còn dông ruổi, trong ngoài đều lặng sáng, vào được tính vô sở nhập, thấu suốt nguyên do thọ mạng của 12 loài chúng sanh trong 10 phương, xét rõ nguyên nhân do chấp trước gây nên, các loài không thể hấp dẫn được nơi 10 phương thế giới đã nhận được tính đồng. Tính trong sáng ấy không bị chìm mất, phát hiện ra một cách sâu kín, ấy gọi là phạm vi của thức ấm. Cái này là bắt đầu nói cái tổng thể phạm vi của thức ấm đây. Nếu chúng ta hiểu được cái này thì mấy cái kia cũng xảy ra trong cái tầng mà đang nói này thôi.
Tới đây thì sáu căn đã rỗng ràng thanh tịnh hoàn toàn, không còn có cái gọi là cái gì căng trần. Nếu mà nói căng trần thì nó còn có một chút xíu cái gì đó được tạm gọi là căng trần với người này, chứ người này căng trần nó không còn rõ ràng nữa, không còn rõ ràng nữa. Là giống như nó có một cái sự lưu thông, không phải là mắt thấy sắc nữa, tới gần như là lục căn nó bắt đầu nó lưu thông, nó dung thông hết rồi đó. Cho nên cái nhìn thì họ có khả năng họ nó nhận được âm thanh không còn lỗ tai, nhận được hình sắc không còn là mắt nữa, nó không còn khó khăn trong cái việc mà lục căn dung thông này. Tới đây là nó rỗng ràng thanh tịnh rồi, gần đến cái đoạn dung thông. Nhiều nếu mà tận cùng thức ấm thì gần như lục căn dung thông một cách toàn triệt. Như ở đây muốn diễn tả cái cảnh của sáu căn rỗng ràng thanh tịnh, nói tới cái việc mà rong ruổi sáu tầng, tức là nhìn để thấy bên ngoài nữa là tuyệt đối không còn nữa. Cho nên không còn sử dụng cái căn để thấy trần. Chúng ta dùng cái từ như vậy đi cho dễ hiểu. Có nghĩa là họ không dùng mắt để thấy hình sắc nữa đâu. Mấy người này không có cần xài con mắt để nhìn sắc, để phân biệt đẹp xấu nữa. Mà họ thấy một cái là khắp pháp giới này chứ không phải thấy là đây thấy qua tường qua vách thấy không nổi, hoặc là những cái mà trước mắt thì mình thấy, còn ở sau lưng mình không thấy, không có còn cái chuyện đó nữa với người này. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Khi mà lục căn hữu dụng rồi thì không phải là ở thấy trước và hai bên nữa, mà thấy một cái là khắp, thấy không còn sử dụng lục căn nữa. Tới tầng mà phá thức ấm rồi á, thì người này không còn nói tới cái chuyện lục căn và lục trần ở đây, mà nó chỉ thuần là cái thức mà thôi. Cái thức đã mà phá được hành ấm rồi thì thức này không phải là cái thức so sánh phân biệt nữa. Đây là chỗ mà chúng ta phải thấy nha. Cái thức này là cái tri mà nó chưa sạch hết ngã chấp. Vậy thôi, chúng ta nên hiểu một cái gì đó. Chưa sạch không có nghĩa là nó còn nguyên giống mình trước kia, nhưng mà cái ngã nó mong manh lắm. Nói ngã, cái ngã nó đang đặt ở chỗ cái tri á. Ví dụ như biết thì cái ngã nó đặt ở chỗ cái biết đó, chứ không phải là đặt ở cái chỗ mắt hoặc đặt chỗ lỗ tai. Cái ngã là ngay cái chỗ đang hay biết vạn sự vạn vật của chính mình. Cho nên cái thức ở đây là một cái thức khác hoàn toàn với một người chưa từng phá tưởng ấm và hành ấm. Nên chúng ta phải minh định rõ điều này, chứ nếu không á là mình nói thức ấm ông này còn nguyên. Đương nhiên là thức còn, nhưng mà thức còn ở một cái tầng đã hết sắc thọ tưởng và hành. Thì thức này là phải dùng cái từ là gì? Gần như là thánh thức chứ không phải là phàm thức nữa. Chúng ta hiểu một cái tầng này để chúng ta mới thấy rằng người này rất là nhẹ nhàng trong cái cảnh giới tâm linh thanh tịnh, nhận rõ biết mọi điều. Nhưng có điều là cái vi tế của cái ngã chấp nó còn gọi là lợn cợn xíu xiu thôi. Giống như bây giờ nước đã lóng trong hết rồi, nước đã trong hết rồi, lóng cặn sạch hết, chúng ta nhìn nhưng mà chỉ còn không còn phải là cát, không còn phải là đục, mà một chút gì đó lợn cợn trong nước này thôi. Nó chưa có một thanh lọc một lần cuối cùng, chưa thanh lọc một lần cuối cùng. Thì cái thức của người này tới đằng này cũng như vậy. Có nghĩa là đời sống của hành giả đã tới đây rồi thì họ không sử dụng mắt thấy hình sắc, tai nghe tiếng nữa rồi, hết rồi, không còn chuyện đó nữa. Và cái biết, cái tri của cái thức này là cái tri không phải thân căn ngũ uẩn, không phải sử dụng căn thân nữa, mà là sử dụng cái thức. Cái thức này á là do cái quen xài lục căn. Chúng ta phải dùng trở lại nha. Tức là cái thói quen chúng ta xài lục căn từ trước đến giờ quen rồi, cho nên còn một cái chút cái gì đó, cái gần như là một cái dư nghiệp xài thức vậy đó. Nó không phải là tạp khí, nó không phải hoàn toàn, nó không có giống với cái dạng tạp khí. Tại vì đã tẩy xóa hết, mấy anh kia tẩy xóa hết rồi thì tạp khí không có còn. Nhưng mà nó còn có một cái, gần như một xíu xiu cái dư báo là mình ở đâu đó mà chưa có được soi tỏ thôi. Thì cái mình bây giờ á, bây giờ cái mình cứ nghĩa là cái ngã mà được đặt trên cái thức này, nó là một cái gì nó mong manh lạ thường lắm.
Nó gần như là tan rồi, nhưng mà nó còn có một chút gì đó nó chưa tan. Chúng ta tưởng tượng giống như là bây giờ mặt trời mọc rồi, hoàn toàn sáng rồi, nhưng chỉ còn có một áng mây mờ thôi. Áng mây này thì không đủ sức để có thể che ánh sáng mặt trời nữa rồi, không có còn nữa. Nhưng mà áng mây này nó làm cho chưa có sáng được 100% thôi, nhưng mà nó làm hơi bị mờ, chứ không bao giờ mà che tối được mặt trời nữa. Ví dụ chúng ta thấy những cái trận mà chuyển mưa đen kịch á, thì ánh sáng mặt trời không dội xuống. Nhưng bây giờ ánh sáng đã dội khắp rồi, nhưng mà còn chút mây mờ của tâm thức. Tâm thức ở cái tầng này nó trong sáng, chứ không phải tâm thức là cái so đo, cái phân biệt, là sử dụng cái ký ức, rồi sử dụng cái chủng tử, nghiệp thức, sanh tử. Hoàn toàn không còn những cái hình bóng này. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Nhưng cái này nó không phải là vô minh. Thức này không có còn là vô minh duyên hành, hành duyên thức, không có còn. Cái hành nó hết rồi, thành ra nó không có làm cho cái thức phân biệt so sánh để chấp ngã. Mà vì cái ngã chấp nhiều ngàn kiếp nó còn tàn dư chút xíu. Dùng từ chính xác là nó còn chút xíu tàn dư của thức. Nhưng cái chút xíu tàn dư sức thức này không phải là sự so sánh phân biệt, mà nó là một cái gì đó để thể hiện mình đang biết sự vật. Biết thôi, biết nó còn chút mình ở đâu đó đó. Nếu mà thực sự sạch tận cùng cái thức thì cái biết này không phải là mình biết sự vật nữa, mà là sự vật đang hiện cái biết, và cái biết với cái mình nó không còn. Cho nên là hiện toàn cái pháp giới này là thể hiện toàn cái tri thức thứ 9 trở thành bạch tịnh thức. Thì cái thức mà ngũ uẩn này nó trở thành trong sáng một cách toàn triệt, không còn có một cái biết hai ở chỗ đó nữa, toàn triệt hoàn toàn. Bây giờ thì nó đã rời khỏi cái hai rồi, nhưng mà chưa rời hẳn. Cái này không biết phải sao diễn tả để người ta thấy rằng tới cái tầng này nó một thì nó chưa thành một, mà nó hai thì nó không phải hai nữa. Kỳ vậy đó, không phải hai, nhưng mà nó vẫn có một cái gì rất là âm thầm, rất là lặng lẽ, rất là thanh tịnh để khẳng định còn ai ở đâu đó để nhận biết sự vật. Cái này nếu mà chúng ta ở sâu ở trong định á, cái này nói cái người mà chưa có một cái lần được định thì chắc có lẽ là không thông cảm, nhưng mà chúng tôi cũng gán diễn tả làm sao để quý vị có một cái chút khái niệm là cái chỗ mà nó hoàn toàn nó mất hẳn, không còn có một cái khái niệm phân biệt về cái hình sắc bên ngoài đi, chúng ta hoàn toàn chúng ta mất hút hoàn toàn. Thì vậy là trong cái phút giây mà yên tịnh hoàn toàn mất hết tất cả những khái niệm về thân, về tâm, về cảnh giới ở đây, nếu ai rớt trong cái tình huống đó một lần thì chúng ta sẽ thấy rằng còn ai đó ở trong cái cảnh rỗng lặng thênh thang, không có thân, không có tâm, không có cảnh giới. Thì cái người hành giả đang ở trong cái tình trạng đó thì họ có một cái thầm thầm, dùng từ là thầm thầm thôi, rất là mong manh, rất là thầm thầm để họ nhận biết rằng họ đang ở trong cảnh giới đó. Mà cái này nó nhẹ lắm, cái này nó mong manh lắm. Cái nhận biết này nó gần như là tắt mất, nhưng mà nó chưa có hoàn toàn tắt hẳn. Nó chỉ là một còn một cái dư âm của một xíu xíu gì gì cái ngã thôi. Chứ dứt hành ấm là gần như ngã là tan sạch. Nhưng mà cái dư âm của cái phân biệt, thì cái phân biệt này không phải là so sánh, mà là cái sự nhận biết giữa ai đó với một cái hình sắc khác, giữa mình và cảnh giới, giữa mình và thân tâm. Tới lúc này nè thì cái thức nó sẽ nhận biết được mình và cái thân này. Kỳ ơi, tới cái lúc này mình là mình từ trước giờ, phải không? Mình là thân này, mình là tâm này, nhưng mà thức này bây giờ đang nhận biết thân tâm ở đây, đang nhận biết cảnh giới và thân tâm, nhưng mà chưa thoát ra khỏi thức nha. Một điều kỳ như vậy, cái nghĩa là vẫn còn có một cái gì đó nó chưa có hoàn toàn thành một, nhưng mà nó không có thể nhiều được với người này, nó không thể nhiều được người này, nó chỉ là một cái cảnh giới để có một cái sự nhận biết về cảnh giới đó. Mà toàn pháp giới này bây giờ được người này nhận biết một lượt, chứ không phải nhận biết sai biệt như bây giờ. Không có hai, toàn pháp giới với người này là không còn hai nữa. Nhưng mà nó chưa có tuyệt đối là một.
Thật ra chỗ này mà ở sâu lắm, ở trong định mới có thể thông cảm cái này. Còn hiểu thì chúng ta rất là khó, mới diễn tả cái chỗ này để cho một người bình thường có thể hiểu cảnh giới này thật sự là rất là khó. Khó thiệt, tại vì chúng ta đã từng xài căng trần rồi, bây giờ nói cái cảnh mà vượt khỏi căng trần là mình chịu rồi, mình bó tay rồi. Nhưng mà đây là không phải là cảnh giới của căng trần. Tới cái tầng này là hoàn toàn ở ngoài căng trần rồi. Không có nói tới cái chuyện dùng xài căng trần nữa, thân và tâm này không còn xài tới nữa. Lại như vậy á, không còn xài tâm, không còn xài thân, hoàn toàn không có sử dụng thân tâm này để rõ biết cảnh giới nữa. Không còn xài lục căn hoàn toàn, không còn có cái vụ mà ký ức, không có cái chuyện mà hiểu biết ở đây. Hoàn toàn bật mất những cái điều này. Đây là một cảnh giới mà vượt ngoài thân tâm hẳn hoi. Thông cảm nữa không? Khó đúng không? Cái chỗ này nó rất là khó thông cảm, nhưng mà không biết phải dùng sao đó để nói cho hiểu hết cái này. Nhưng mà nó là một người hoàn toàn không còn xài thân tâm nữa. Đây là một cảnh giới, không phải là một cảnh giới của người phàm. Mà từ đây nè, muốn đi các cõi thì rõ ràng là trong một cái gì, chưa đầy một sát na là họ có thể đi nhiều cõi, chứ không phải xuống cõi người mình không đâu. Tới đây khả năng phân thân mua thiên bá ức cũng có khả năng xảy ra rồi. Thế này ghê lắm. Thật ra đây là một cảnh giới mà chúng ta chỉ nói để làm sao mà cái người nghe họ có một chút khái niệm là người này không còn xài thân căn ngũ quẩn nữa. Ngũ quẩn còn xíu xiu về thức ấm, nhưng mà xíu xiu này nó không còn đủ sức để dẫn người này đi sinh tử luân hồi. Tới đây là khổ cũng mất rồi, mất từ cái hồi mà tưởng ấm là hết khổ rồi. Tưởng ấm hết là cái chuyện khổ nó cũng khó xảy ra rồi. Giải quyết tận trừ cái hành ấm là coi như cảnh giới niết bàn, chỉ là niết bàn hiển hiện, hiển lộ thôi, chứ không còn cái chuyện gì khác. Cho nên khắp pháp giới này là một cái tri của thức, nhưng đang bị cái thức tri nó khác ở cái chỗ một chút xíu thôi, là đang bị cái thức này nó biết thôi. Nếu như cái biết này là pháp giới là xong, là hết cái thức ấm này. Tức là cây cỏ lá hoa hư không, vũ trụ này là tri, chứ không có là mình tri, là ai tri, không có, là toàn tri pháp giới hiển lộ. Thì phút đó là thức dài không luôn, là ngũ quẩn thành không á. Những cái này chưa đạt tới cái chỗ đó, nó cũng đang toàn tri pháp giới, nhưng mà ai đó tri, còn chút xíu gì ở đâu đó nó tri á. À, thì vậy là pháp giới đang bị ai đó tri. Nhưng mà không phải bản ngã như mình. Bây giờ mình này là của tôi, cái này là nhà của tôi, cửa của tôi, cái này là cái kiến thức của tôi. Nó không phải như vậy nữa. Đã tới một cái cảnh giới là không còn tôi, nhưng mà còn tri. Tri mà không phải tôi. Thật ra có những người nói là tôi biết không khởi niệm này nó kia, còn xa lắm, xa tới nhiều cái cảnh giới rồi. Những cái công phu mà gọi là cái gì, đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, thì cách này tới mấy triệu triệu, mấy tỷ tỷ kiếp lận mới tới cái cảnh giới này nổi. Cho nên là tới đây để chúng ta mới thấy rằng là cái cách để mà có thể nối được cái công phu thiền định trong giai đoạn này thì nó đã vượt tầm rồi. Tức là tới tưởng ấm mới nói chuyện công phu thiền định, mà qua tới hành ấm là không còn bàn tới cái định nữa, mà nói tới cái tuệ tỏ thông tới mức độ nào thôi. Đó, thì vậy là khi nó hiện hữu ở cái rỗng lặng mênh mông sáng suốt nhiệm màu đang hiện hữu, nhưng mà nó còn có xíu xiu ở đâu đó là còn người nhận biết và vật bị biết ở cái tầng thanh tịnh nha. Bây giờ mình biết cái ly, biết cái bàn, biết cái hư không, biết cái nhà, là cái biết nó nữa thô, quá thô. Nhưng mà chúng ta có thể có khái niệm là lúc đó, lúc mà chúng ta đang biết vậy là bản ngã đâu đó nó cũng âm thầm là mình biết. Nhưng mà cái kia nó mong manh gấp một tỷ lý thừa tỷ lần nữa, nó không còn có cái chuyện khẳng định là tôi biết. Mà cái này nó tới cái tầng gọi là tự tri rồi. Cái tự tri nhưng mà vẫn còn vật, vẫn còn cái bị cái tự tri này tri, chỉ có chừng đó thôi. Cho nên đến một cái độ mà sâu để cái tri là tri mà hoàn toàn mất hốc, chỉ là tri thôi, thì toàn pháp giới là nó rực sáng lên một cái, để toàn cái sáng và cái tri thôi, không còn cái thứ hai nữa. Tức là cái vô lượng quang hiện tiền đó.
À, chỗ này là cảnh giới thức đã đạt tới cảnh giới tận cùng. Đó là cái cảnh giới đó, thì trong ngoài không còn nữa. Chỉ là một cái sự lặng lẽ và sáng soi thôi, không còn được gì hết. Và người này đạt tới cái gì? Mình nó gọi là tu, mình đạt tới cái vô sở trụ, đúng không? Nhớ đây gọi là vô sở nhập, tức là không có chỗ để nhập chứ đừng nói chỗ để trụ. Không nói chuyện vô sở trụ mà nó là đạt tới cảnh giới vô sở nhập. Tức là không có thể dính được cái gì trong tam giới này nữa. Không có cách nào cái người này có thể dính được một cái mảy may nào trong tam giới này nữa. Tức là không có chỗ để có thể nhập, không có chỗ để có thể xuất. Mà bây giờ nó chỉ hiện hữu cái tri đó thôi. Cho nên nói là tới cái chuyện mà định nhập xuất là cái chuyện còn quá xa với cảnh giới này. Không còn nhập được nữa, gọi là cảnh giới vô sở nhập hiện tiền. Chứ không phải là vô sở trụ mà vô sở nhập, muốn nhập nhập cũng được. Tới đây nè, là cái người này không có còn lý luận là cái chuyện tôi dính cái này tôi mất cái kia để tôi xả bỏ cái nọ, không có chuyện đó, xa lắm. Nói chuyện xả ly, nói cái chuyện dướng mắt là cái chuyện xa xôi ở đâu mấy cái tầng sâu ở dưới kia kìa. Chứ chỗ này là không phải chỗ đó nữa. Muốn nhập không có cảnh để nhập, ở trong cái cảnh là vô sở nhập hoàn toàn. Và tới chừng đó thì cái nguyên nhân của sinh tử luân hồi của muôn vạn chúng sanh ở mười phương pháp giới này rất là tỏ thông, tỏ thông một cách toàn triệt đó. Thì vậy là ngang đây á, giống như là cái gì, mỗi người chứng được tam minh lục thông à. À, biết được tất cả chúng sanh từ đâu sanh ra. Đó, chúng sanh sinh tử trong mười phương pháp giới này từ đâu, nguyên nhân nào để bị sinh tử, nguyên nhân nào để dẫn chúng sanh đi vào sinh tử luân hồi trong thế giới mười phương này đều thấy rất là rõ. Thấy rõ, thấy tường tận, không còn lầm lẫn nữa. Thì như vậy là người này đối với sinh tử không còn lầm. Tới đây nè mới nói không lầm sinh tử nha. Chưa tới đây mà nói sinh tử không lầm là sai. Tới tầng này thì vậy là ở trong cái cảnh mà gần như toàn tri. Chỉ là tri thôi. Chỉ là tri thôi. Hỏi tri cái gì? Nếu mà có một câu trả lời đúng thì sẽ biết được cảnh giới này. Hỏi tri cái gì, trả lời một câu một cho đúng là biết được cảnh giới này, còn không là biết không nổi. Thì cái sáng của cái thức này á, nó không còn ai có khả năng làm nó mờ lại được. Giống như là trời đã hừng sáng rồi là chỉ có cái nước sáng là càng lúc càng tỏ thôi, chứ không có cái chuyện là làm mờ trở lại được. Đây là điều mà chúng ta phải biết nha. Tới cái cảnh giới thức ấm để chúng ta phân biệt là đó là cái cảnh giới của thức ấm. Mình phải nói trước để sau này những cái mà xảy ra thì chỉ là những cái bước để làm sáng tỏ, những bước để làm rực sáng thôi. Đó là những bước rực sáng của tâm thức, chứ không có nói cái chuyện gì khác hơn. Rực sáng, càng lúc nó càng sáng, càng lúc nó càng tỏ rõ, chứ không còn cái khác nữa. Tới đây là không có còn cái chuyện thứ hai, thứ ba gì nữa hết đó. Và cái tính sáng đó đồng, đồng với dòng gần, nếu mà tới tận cùng là đồng với cái sáng của chư Phật mười phương, là coi như thức thành không, là xong ngũ uẩn rồi, không? Tới cái chỗ tận cùng đó là cái ánh sáng hòa quyện với cái ánh sáng của chư Phật mười phương. Ra một lúc nào đó giữa cái sáng của mình và chư Phật mười phương không khác nhau, thì lúc đó chúng ta mới xong việc. Thì vậy là tất cả những cái ngôn âm, những cái bài pháp của chư Phật mười phương, những cái điều gì mà ai đã từng nói cách đây hằng hà sa số kiếp, là một khoen chúng ta nhận rõ không sót cái bài nào. Vô lượng cái bài thuyết pháp của vô lượng chư Phật khắp mười phương pháp giới bây giờ đang hiện hữu trước mắt của hành giả, nó không sót một chữ luôn. Học một cái là hết tất cả bài pháp của chư Phật mười phương liền tại chỗ này. Bây giờ khi mà nói tới những cái chỗ này, có một số tông phái nó bắt đầu nó nhập định, cái nó đi nghe ông Phật nào ở đâu thuyết pháp rồi tào lao. Nó còn xa, đó là tưởng thôi. Chứ tới đây ta mới thấy như thật tất cả những cái lời nói của Đức Phật, giống như mình đang ngồi đây để mình nghe. Chúng ta thấy như thật tất cả những câu nói của chư Phật mười phương in tuồn như chúng ta đang ngồi đây để chúng ta nghe ông thầy thuyết pháp thật sự với chính mình nghe vậy đó. Mà hằng hà sa số Đức Phật nói chuyện
ở khắp mười phương pháp giới này như là chúng ta đang ngồi tiếp xúc trực tiếp từng người một. Ghê không? Nếu chứ mình ngồi mình nghe người nói chuyện bình thường rồi vậy mà chúng ta biện biệt, chúng ta thẩm thấu, chúng ta thâm nhập, chúng ta hòa vào tất cả những lời pháp chư Phật mười phương như là Đức Phật trực tiếp giao tiếp với chính mình, chia sẻ những kinh nghiệm thành Phật của chư Phật mười phương với chính mình nghe, để mình tương đồng, mình thông cảm, mình tương ưng với tất cả những cảnh giới đang có của chư Phật mười phương trong một khải móng tay. Tới chừng này mới gọi là khai tuệ thật sự á. Tới chừng đó mới gọi là khai tuệ thật sự. Chứ trước đó là chưa nói chuyện khai tuệ rồi. Thế này mới nói là cái cảnh giới tận cùng của thức âm. Đó là cảnh giới hiện của thức âm. Thì như vậy là hoàn toàn không có còn cái chuyện gì nữa được gọi là lầm mê trong sanh tử luân hồi. Thì ngũ quẩn ra không mới độ nhất thiết khẩu ách. Ngũ quẩn này là bắt đầu chạy không á. Nhưng nó hiện ra không ai chưa có công phu tới đây thì thực ra không ai hiểu hết. Cảnh giới này mà Đức Phật nói là cái gì? Cảnh giới của Phật thì chỉ có Phật với Phật hiểu nổi thôi. Trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất như lúa mè tre lau mà suy nghiệm như chỗ này thì cũng không có suy nghiệm được ít phần. Trước đó một sát na của một cái vị thánh mà chuẩn bị thành Phật á ha, thì chỗ này cũng chưa hiểu được ít phần nữa. Ngộ vậy đó. Chỉ cần một khải móng tay thôi là một cảnh giới hoàn toàn mới. Mà cảnh giới mới đó là trước đó một sát na người này chưa đủ sức để thấy hết. Cho nên nếu mình nói mình tu để mình hiểu được người này, hiểu được người kia, xin lỗi, khác nhau dữ lắm. Đừng có nghĩ là mình hiểu được người kia công phu tới đâu, trí tuệ ra làm sao. Không nổi đâu. Ngang cảnh giới, ngang tầm thì hy vọng chúng ta tương ưng và thông cảm. Còn chỉ trên nhau một xíu thôi, chỉ cần một sát na tâm trước đó và sau đó hoàn toàn khác nhau. Hai cảnh giới thánh phàm khác nhau, thánh thánh khác nhau chứ đừng nói là thánh phàm. Thật ra nói các vị A-la-hán mà hiểu được Đức Phật là hiểu ngang cái tầng cảnh giới chứng đắc của A-la-hán thôi chứ không thể hiểu hơn được. Các vị Bồ-Tát mà hiểu Phật thì ở ví dụ như vị Bồ-Tát sơ địa hiểu Phật thì cũng hiểu ngang cái tầng sơ địa, cho tới thập địa hiểu Phật thì ngang cái tầng của thập địa. Tới đẳng giác hiểu Phật thì chỉ ngang cái tầng của đẳng giác hiểu Phật thôi. Nhưng mà tới diệu giác thì tương ưng mới có thể thông cảm được Phật là gì. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Khi mà tận trừ, coi như là sạch sẽ hết ngũ quẩn rồi, tới cảnh giới này nè, chúng ta mới hiểu Phật là ai. Phải dùng cái từ như vậy, tới đó mới hiểu. Chứ còn trước đó là mình chỉ thấy Phật là Phật. Phật là hiện tướng ở nước này, ở cõi giới kia, tu hành thành Phật hiện tướng này, hiện tướng kia thôi. Nhưng mà thật sự để có thể tới cảnh giới tương đồng, tương ưng, để thông cảm một cách toàn triệt, nó không có thông qua cái kiến thức, không có phải nói là hiểu trước đó để so sánh đúng sai nữa. Mà tới đây nó có một cái cảnh giới rất là lạ là đến sự thật rồi, không thể nói là chấp nhận hoặc không chấp nhận, mà nó là cảnh giới thật hiện ra. Không phải nói hiểu và không hiểu chỗ này, nhưng mà nó làm một cái gì đó rất là tương ưng. Chúng ta tới một cái chỗ mà chúng ta không còn lý luận phải trái đúng sai, không có thể so sánh được nữa, nhưng mà đó là cảnh giới thật. Cảnh giới thật nó chỉ là cái chuyện hiện hữu sự thật, để nó là một cái gì nó tương ưng rõ ràng mà không có rớt xuống cái tầng nào khác hơn nữa được. Thì tới lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng là cảnh giới chư Phật tương đồng như thế nào. Cho nên một người ngộ thiền mà nói là triệt ngộ mà không tới đây chưa gọi là triệt ngộ đâu. Vì vậy mà hồi xưa chúng tôi nghe một cái câu của Ngài Hoàng Bá nói, trong 72 vị thiện tri thức đệ tử Mã Tổ chỉ có 3 người rớt vô chánh vị thôi. Đó là câu nói mà tôi phải nhức đầu rất là nhiều tháng. Tại vì á, ông nào cũng ngộ đạo, ông nào cũng tự tại, ông nào cũng có khả năng khai thị người khác, mà tại sao 72 ông mà có 3 ông rớt vào chánh vị. Và đến khi mà chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mới thấy đúng. Rớt vào đây là khó thiệt á. Trong cái số mà thiền sư Trung Hoa mấy ngàn thì điếm đầu ngón tay chưa có đủ, chưa có đủ. Nếu chúng ta đọc kỹ những cái tài liệu thiền sư Trung Hoa là chưa, tới chỗ này thì chưa có đâu. Dùng cái từ là chưa có tới mấy người hết á. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Chỉ có Lục Tổ Huệ Năng và mấy vị trước đó. Sau ngày Lục Tổ Huệ Năng là hiếm hoi lắm mới có hiểu nổi tới cảnh giới bát nhã. Thực sự tới đây mới được hiểu bát nhã nè. Mới hiểu là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Hoặc tới đây mới có thể hiểu ngũ quẩn dây không là gì.
Cho nên muốn giảng bất nhã thì phải làm ơn tới đây dùm. Tới đây rồi mới thấy rất rõ ràng là sắc không khác không, không khác sắc. Thấy một cách rất rõ ràng, khi mà ra ngoài sắc không rồi người ta mới nhìn thấy là sắc và không không khác nhau. Khác này tức là không, không tức là sắc, muốn nói kiểu gì cũng được hết trơn á. Nói kiểu gì tới đây mới được nói. Muốn nói ngược, muốn nói xuôi gì tới đây bắt đầu nói. Ở đây mình tương ưng ý, tới đây là tương ưng cảnh giới của chư Phật mười phương. Dùng từ là tương ưng, dùng cái từ là đồng điệu, dùng cái từ là hòa nhập. Tuyệt đối không còn sai biệt nhau với pháp giới mười phương nữa. Mà lúc đó đó, nếu như còn một mảy may sai khác giữa mình và cái hư không này thì người này không phải luôn, là còn ở trong thức. Mình có một mảy may sai khác một cọng cỏ, một cành hoa thì không đúng luôn, không phải. Là toàn pháp giới là toàn tri một lượt, không thể khác hơn cái gì. Không có nói chuyện thân tâm và pháp giới nữa. Mà lúc này chỉ nếu mà chúng ta dùng cái từ, cái ngôn ngữ cõi khác thì có lẽ là chúng ta phải xài ngôn ngữ khác. Nhưng mà ngôn ngữ cõi người chúng ta có thể tạm dùng xài, đó là cảnh giới toàn tri. Dùng xài cái chữ toàn tri này cho loài người thôi nha. Qua loài khác sẽ sử dụng một cái ngôn ngữ gì đó nó tương ưng á. Nhưng mà hết ngôn ngữ loài người đã có thể diễn tả cảnh giới này rồi, là chúng ta có thể tạm dùng là toàn tri hiện hữu. Không khác hơn được, không cách nào ai có thể làm khác hơn được nữa từ đây tới vĩnh kiếp về sau. Không có dùng cái thời gian và không gian được nữa. Đó, đó là cảnh giới của thức ấm. Đó là gọi là chúng ta dùng từ là phạm vi, cái hiện tướng trong phạm vi thức ấm đã hết. Đó, nếu mà chúng ta học nó ra hiểu vậy thì mấy phần sau là mấy cái phần mà muốn nói lên cái này thôi nha. Đoạn đầu tức là gọi là tóm lược những cái cảnh giới, những cái hiện tướng trong phạm vi của thức ấm mà một người hành giả bắt đầu đi vào. Thứ nhất là nói tới cảnh giới thức ấm nó hết, tới cảnh giới thức ấm hết nè. Nếu đối với các loài chiêu dẫn đã chứng được trong tính đồng, đã tiêu hóa sáu căn, làm cho khi hợp khi chia đều được tự tại, cái thấy cái nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau, thì mười phương thế giới cùng với thân tâm đều như ngọc lưu ly, trong ngoài đều sáng suốt, ấy gọi là hết thức ấm. Người ấy mới vượt khỏi mạng trượt, xét lại nguyên do cội gốc vọng tưởng điên đảo quyển hóa rộng không. Đó, đây bắt đầu nói tới cái cảnh giới mà gọi là hết thức ấm. Thì nó cũng giống như mình nãy giờ mình nói, ý là nó thông, nó mới còn có một cái chỗ ngăn bích nào, trong ngoài sáng như ngọc lưu ly, không? Như ngọc nhìn đây thấu bên kia chứ không có cái vụ mà chướng nữa. Hoàn toàn thanh tịnh. Cái thanh tịnh này thì cũng dùng cái từ cái kiểu của mình thôi để mình có thể tạm hiểu là nó thanh tịnh, nó trong lặng, nó sáng suốt, nó không có bị nhiễm nhơ, nó không có bất kỳ một cái lợn cận của tâm thức nào hiện trong cảnh giới này. Thức ấm hoàn toàn thanh tịnh là hoàn toàn cái tri hiện. Tri hiện toàn pháp giới này là toàn tri một khoảnh khắc hiện tiền. Không có cái thứ hai, thứ ba được. Cho nên đến một cái đoạn á, nhưng mà cái này cũng nói ra thì cũng nhiều cái người bị vướng là có đến cái lúc định á. Như cái hồi mà phá hành ấm, chúng ta thấy là cái hành giả đó có đôi lúc cũng thấy mình rộng ràng khắp mười phương pháp giới này là không, không thể thấy khác hơn được. Lúc đó có kể kiểu gì ổng cũng thấy toàn pháp giới này là không à. Rồi có đôi lúc cũng thấy toàn pháp giới này là ánh sáng, thấy là lúc toàn pháp giới này là rỗng lặng, toàn pháp giới này là thanh tịnh, cũng thấy như vậy. Nhưng tới cái chỗ mà toàn tri thì hoàn toàn khác với tất cả những cái đó, khác hoàn toàn. Cảnh giới toàn tri này là khác hoàn toàn. Và cái sáng đó nó kỳ diệu lắm. Nếu mà cái phút chốc đó ở tại đây có hàng hà sa số chư thiên thì cũng phải bịt con mắt lại thôi, chứ không đủ con mắt để có thể dám nhìn đâu. Không đủ. Người phàm mình nhìn không thấy, chứ chư thiên là lấy hai tay bịt con mắt lại hí hí để thấy chút ánh sáng đó thôi. Khắp pháp giới đều bị rực sáng một lần, bị sáng. Tại vì đã thoát khỏi cái thức, thoát khỏi cái màn mờ của ánh sáng, chứ ở màn mây mờ trước mặt trời là không ai có mở con mắt mà có thể nhìn mặt trời nổi đâu.
Người phàm mình mở mắt nhìn mặt trời không nổi thì chư thiên tới lúc đó cũng giống như là giữa trưa mà dám mở mắt nhìn mặt trời á, không ai đủ sức đó, trừ trường hợp mang kiến mát. Không mang kiến mát là không bao giờ nhìn nổi cái kiểu của người phàm mình. Thì khoảnh khắc đó toàn pháp giới này rực sáng như vậy, để có thể nhuốm sáng hết toàn cái cõi pháp giới này là một cõi giới Phật cái đã. Toàn Phật cảnh giới hiện ra một lần. Thì vậy là cái ánh sáng này được dung thông với tất cả những cái hào quang của chư Phật mười phương. Tới phút này mới được gọi là dung thông. Tới này là dung thông từ cái trí tuệ, từ cái hào quang, từ cái pháp giới, tất cả mọi cái đều là dung thông một cách toàn triệt. Không hề có bất kỳ một sự sai khác nào của Phật quá khứ hoặc là Phật vị lai hết đó. Không có sai khác với nhau hết, phải khoảnh khắc này. Thì là đó, những cái đoạn trước mình thấy là chư Phật mười phương dùng cái hào quang rót lên cái đỉnh của Đức Phật này rồi nọ rồi kia, đó là cái cách diễn tả hồi cái đoạn, cái đoạn mà chúng ta học cái đĩa 46 hay cái gì đó. Thì tới chỗ này nó lại ghê gớm, không phải bình thường như vậy nữa, không phải là hào quang rót hào quang nữa, mà hào quang hòa quyện với tất cả hào quang của chư Phật mười phương. Từ cái đảnh môn của cái vị này phát ra một cái ánh sáng thì hòa quyện với tất cả những cái đảnh môn của chư Phật mười phương. Ngon vậy đó. Ra không có cái chuyện mà ông thành Phật quá khứ hơn ông mới thành Phật này. Ông này có thể đem cái ánh sáng từ đảnh môn mình gắn vô ánh đảnh môn của ông Phật quá khứ luôn. Cái phút chốc đó. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ thực sự là lúc đó là tất cả ánh sáng đều hòa với nhau. Cho nên là không có cái lỗ chân lông nào của Đức Phật nào khác với cái lỗ chân lông nào của Đức Phật nào trong khắp pháp giới mười phương này. Một lần hòa ánh sáng như vậy, nên nó đến cảnh giới Phật thì không có một cái chút nào sai biệt về mọi cái, và nhất là hào quang. Cho nên đó, mà hào quang người này nó sáng, nó cộng hưởng với hào quang của chư Phật mười phương nữa, là các cõi là cỡ như che mắt chứ không có nói chuyện mở mắt ra để nhìn được đâu. Phút chốc này tất cả các cõi các vị Bồ Tát đều bị chóa mắt hết. Như chúng ta đang nhìn một mặt trời chúng ta chịu không nổi, mà lúc đó là trăm ngàn ánh sáng mặt trời hợp lại. Cảnh giới thành Phật không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Cái phút chốc mà phá cái thức ấm này một cái là còn hơn là hàng triệu triệu cái mặt trời hiện ra ngay tại đây. Thì cái lực của những người phàm của tất cả các cõi nước là cỡ như chịu đi, không có đủ cái lực để có thể thấy rồi. Nhưng mà ai ở trong cái cõi nước nào mà một cái thời của một vị đại Bồ Tát tu hành chứng tới cái tầng này á, thì theo là phước báo chúng ta vô lượng vô biên, kiếp lắm mới có thể chứng nổi ở mức cái chứng kiến được cảnh giới này. Chúng ta không có đủ cái tầm, có đi nữa chúng ta cũng không hay. Tại nơi cảnh giới rồi nó vượt chúng ta quá nhiều tầng. Từ đây cho tới đó là biết bao nhiêu cái hàng gọi là nghiệp để che hàng triệu triệu lớp, khiến nó không có xuyên thủng cái nghiệp chúng ta để chúng ta tiếp nhận nổi ánh sáng này đâu. Thì các vị Đại Bồ Tát hy vọng là tiếp được chút phần. Đại Bồ Tát á, thì hy vọng là tiếp được chút phần. Chứ còn cỡ A-la-hán là cũng phải còn ngồi đó mà chờ tu tập tiếp. Thì ra đây là một cái cảnh giới mà gọi là hết thức ấm một cách toàn triệt, không thể đơn giản. Đó, nếu nói tới hết thức ấm là chúng ta phải thấy là cái hiện tướng của cái hết thức ấm vậy. Thì làm gì nói cái chuyện ma sự thuộc thức ấm, tôi không biết mấy người này có bệnh không mà dám in trong cái sách này là ma sự thức ấm là thiệt đó. Không biết bệnh cỡ nào. Cảnh giới của thánh hiền một cách toàn triệt rồi, không có nói cái chuyện mà mang sự vô đây được. Cảnh giới của thức ấm có sai khác. Giờ bắt đầu chúng ta vô từng cảnh giới một. Chấp nhân sở nhân. A nan nên biết các thiện nam tử đó đã xét cùng tính không của các hành, trở về nguồn của thức, sinh diệt đã diệt, mà đối với quả tịch diệt tịnh diệu chưa viên mãn, người đó có thể khiến nơi thân mình các căn khác nhau khi hợp, khi chia và thông suốt với sự hay biết của các loài trong mười phương. Cái hay biết đó thông suốt vắng lặng có thể vào tính bản viên. Nếu nơi chỗ quay về lại lập ra cái nhân chân thường và quyết định như thế là đúng, thì người ấy sao vào cái chấp nhân sở nhân, trở thành bè bạn với bọn Ta Tỳ Ca La, chấp minh đế là chỗ trở về, mê muội bồ đề của Phật,
bỏ mất tính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ nhất lập cái tâm sở đắc, thành quả sở quy, trái xa tính viên thông, đi ngược với đạo niết bàn, sinh ra giống ngoại đạo. Tức là khi người này tới cảnh giới này rồi, đây là một cảnh giới sai thứ nhất. Thật ra không phải là sai nhiều, nhưng mà những cái thấy từng bước một mà vượt qua trong công phu, chúng ta phải thấy như vậy chứ không phải là sai. Mới thấy này không phải là sai, sai là do bị chấp thôi. Thì bây giờ người này đã dùng cái trí tuệ của mình để soi tận cùng cái nguồn sinh tử của chúng sanh, để sập hết tất cả những cái hành ấm rồi. Thì bây giờ trở về cái nguồn của thức. Thì khi mà đã sạch hành ấm rồi, trở lại cái nguồn của thức á, thì họ có khả năng biến hiện cái thân để đi xong sinh tử. Và chỉ có biến hiện được cái sinh diệt ở bên ngoài, nhưng là họ chỉ biến hiện thôi, thì cái sinh tử đó nó cũng quay trở lại nguồn, để nó trở lại cái bản thể sáng suốt thanh tịnh, chứ nó không có thể sinh tử được. Giống như mình là tác cái niệm làm đi sinh tử đâu. Vậy là làm cái gì nó cũng trở lại cái sáng suốt nhiệm màu hết, chứ không có thể. Đó, như hồi nãy mình nói là nó không có thể đi sinh tử được. Trong cái cảnh giới này bị sinh tử là không có rồi. Phát nguyện dữ lắm mới có thể tới cái cõi thấp như mình để làm người tu tập. Đó là một phát nguyện. Nhưng mà trong cái giai đoạn đang như vậy á, mà muốn thử cái thấy của mình, muốn thử cái biết của mình, muốn thử cái công lực của mình, thì tác ý để khởi niệm chỗ này, tác ý để khởi niệm chỗ kia. Nhưng mà tất cả những cái tác niệm đó đều biến thể thanh tịnh. Tức là cái nhân hiện ra sinh tử nó mới trở về về nguồn thanh tịnh nữa. Có nghĩa là bây giờ không có làm sao mà mất được cái thanh tịnh được hết nữa rồi. Không có còn làm cái chuyện đó được nữa. Tất cả đều là cái tịnh diệu, cái nhiệm màu viên mãn. Nhưng mà trong cái giai đoạn thấy biến này, sạch hành ấm rồi, thì muốn biến hiện này nọ kia chơi cho nó vui. Phải dùng cái từ như vậy đó, muốn thử. Nhưng mà biến hiện ra thì nó liên thành thanh tịnh. Cái hay biết nó vắng lặng thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên dù là cái manh nha móng khởi đến sinh tử, nó chỉ là một cái gì đó hiện tướng của sự thanh tịnh thôi, không có khác nhau. Chỗ này có thể nói là cái kiến giải đang ở cái đoạn mà hiện sắc là nó thành không. Tất cả những sắc đều hiện ra từ cái thanh tịnh đó, cho nên sắc này nó đúng là không rõ ràng rồi đó. Thấy biết một cách rất rõ ràng chỗ này. Nhưng có điều á là cái gì nó cũng hiện hữu cái sự thanh tịnh đó. Đang ở trong cái tầng này mà, đang ở trong cái tầng thanh tịnh mà, đang ở trong cái tầng chân thường, dù tác nhân hay là thành quả nó cũng chân thường. Nghe chưa? Cho nên đó, người này lại thấy rằng cái nhân và cái quả nó là hiện tướng chân thường, thì có khi nó là một cái thấy chưa có toàn triệt, vẫn còn thấy có nhân có quả. Mà cái nhân quả này là chính bản thân người này tác ý để sinh ra, chứ không phải là cái cảnh giới ngoài nữa. Đây là cái diễn cảnh ở trong cái thức ấm mà đến cái giai đoạn tận cùng. Chúng ta phải hiểu vậy, đó là những cái diễn cảnh của thức ấm thôi. Thì vậy là trong lúc này họ biến hiện cái kiểu gì đi nữa thì cũng trở lại cái chân thường. Thì vậy là dễ làm cho hành giả. Mà giai đoạn này thì hành giả tự động có cái thấy biết này, chứ không có dễ gì nữa. Tại vì họ sanh ra cái đó, họ thấy cái đó, họ không còn cái khác được đâu. Cái lúc này họ sanh ra cái ý niệm, họ sanh ra cái sanh tử mà liền biến thành cái chân thường thanh tịnh, sáng suốt, vắng lặng, chứ nó không có khác hơn được. Vì vậy người này có cái hiểu là nhân hay là quả gì cũng chân thường, cũng thanh tịnh hết đó. Đưa ra cái kiến giải này thì quyết định mọi cái đều là chân thường, đều là thanh tịnh. Cãi không được rồi nha, cãi 8.000 kiếp sau người này cũng có thể lý luận thắng mình. Không có thể hơn, chỉ trừ Phật thì mới có thể thấy rằng ông thấy như vậy là chưa có sạch, không phải là sai nhưng mà chưa hết, chưa có đạt tới cái đỉnh điểm của trí tuệ. Đương nhiên là thấy cũng giống, tức là thấy mọi cái đều thanh tịnh là chân thường rồi thì đâu có sai đâu. Nhưng mà chỗ này chưa thông, chưa xong, chưa thông suốt toàn triệt. Đó là cái điều chúng ta phải hiểu, chứ không có sai cái gì hết trơn á. Thì nó cũng có những cái loại ngoại đạo ta kỳ la gì đó, chấp minh đế là chỗ tể về, tức là cái sáng suốt, cái vua sáng suốt nhiệm màu gọi là cái minh đế đó đó, là cái chỗ trở về của mọi loài. Thì nó cái chấp này cũng chưa hẳn là sai, nhưng mà ngoại đạo không biết là họ thấy tới đâu, cái lý luận của cái đó thì chúng ta chưa có đọc. Nhưng ở đây nói là nếu mà chấp cái chỗ đó là chỗ quay về, tại vì sanh kiểu nào nó cũng chân thường, tử kiểu nào nó cũng chân thường, thì đây là một cái kiểu chấp.
chứ không phải là cái thấy biết. Nhưng mà người hành giả tới đây là đang cái thấy biết tới cái tầng này, cái thức đang sôi gọi để thấy biết tới tầng này, thì họ thấy rõ ràng là tất cả những cái sinh gì đi đi nó cũng là chân thường sinh, cái diệt kiểu nào cũng là chân thường diệt, sanh ra nhân cũng là chân thường mà quả cũng là chân thường. Người này không lý luận thì sao khác hơn được, mà nói cỡ này nó thiệt là ở trên trời đi nữa tôi cũng sách chiếu đi lại nữa. Cỡ này là đi lại được rồi. Chứ đừng nói là tới mà hết thức ấm. Mà ai mà lý luận ở chỗ này mà trôi thấy cái gì mà họ cũng lý luận mà chân thường đạt tới cái đỉnh điểm của lý luận chân thường cỡ tầng này á, là chúng ta có thể đảnh lễ được rồi. Tầng này là nó vượt qua những cái tầng của các cái vị mà sơ địa cho tới bát địa Bồ Tát rồi chứ không có vừa đâu. Tới cái thứ hai là chấp năng phi năng. A Nan, lại thiện nam tử kia xét cùng tột tính không của các hành, cái sinh diệt đã diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tịnh diệu tịch diệt. Nếu nơi chỗ trở về lại bám lấy nó làm tự thể, cho rằng tất cả chúng sanh trong 12 loài đều từ trong thân mình sinh ra, quyết định như thế là đúng, thì người đó sa vào cái chấp năng phi, thành bè bạn với bọn ma hê thủ la, hiện ra thân vô biên, làm mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ hai lập cái tâm năng vi, thành cái quả năng sự, trái với tính viên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đại mạng thiên, chấp cái ta cùng cấp viên mãn. Bây giờ cái người mà ngộ, ví dụ lục tổ A Nan thì nói một câu, trong đó trong năm câu có một câu gì, nào ngờ tự tánh của ta hay sanh muôn pháp. Đây, ông này đang ở trong tình trạng này. Nhưng mà ông thấy thân ông sanh ra được chúng sanh muôn loài luôn, chứ thấy như vậy. Nhưng mà thấy cái chúng sanh muôn loài được sanh ra từ cái thân của mình, chứ không phải từ tự tánh hay sanh. Lúc đó người này là chấp cái tự tánh là mình, cho nên có khả năng là giống như là tạo hóa để tạo ra loài người, chúng ta hiểu như vậy. Như vậy là người hành giả là đang ở trong cái tình trạng đó. Mình giống như tạo hóa, mình khắp vũ trụ, khắp hư không này, muốn sanh cây, sanh cỏ, sanh lá, sanh hoa, sanh cái gì đó sanh. Và tất cả chúng sanh đều sanh trong đó một cách rõ ràng, mà thấy rõ ràng là thân mình khắp nơi, tất cả chúng sanh, cây cỏ cũng mọc nơi thân mình, con người cũng sanh ra trong mình. Tức là cái thân mình là trùm khắp pháp giới này, tất cả chúng sanh đều từ đó sanh ra. Thì cái thấy này không được gọi là sai. Nhưng mà còn thay vì cái tự tánh mà không phải mình mà hay sanh muôn pháp thì nó sẽ sanh một cái kiểu khác. Cho nên nếu mà có thể hỏi một cái hành giả nào khác là tự tánh hay sanh muôn pháp là sanh cái kiểu nào, người nào mà nói thông chỗ này thì người đó có cái khả năng được gọi là nhận biết được tự tánh. Sanh cái gì? Giống như mẹ sanh con không? Tự tánh hay sanh muôn pháp? Thì mình cũng là ông pháp. Vậy thì mình được sanh này là tự tánh sanh mình ha, mẹ mình sanh ra. Cây cỏ lá hoa đều từ tự tánh sanh ra. Thì cái người này đang bị lượng sượng chỗ này một chút. Thấy chưa? Tại vì thấy mình là cái thấy biết trùm khắp rồi, và người này cũng đang thấy tất cả mọi vật, mọi hiện tượng đều sanh ra trong mình, cho nên người này đang lầm lẫn mình là trùm khắp viên mãn, cái gì cũng từ mình sanh hết á. Không phải là sai đâu, đang nhìn tới cái kiểu này. Tức là trí tuệ đang thấy cái kiểu này, để sau này mà phá hết thức ấm thì cái thấy nó dung thông rồi thì tất cả các pháp đều từ tự tánh sanh, cũng không khác gì cái này. Nhưng mà trong giai đoạn này nó vẫn còn có một cái sự lợn cợn của cái ngã và cái tánh nó còn xíu chiêu gì đó, cái gọi là cái mình cũng là cùng khắp rồi. Người này cũng nhận được cái mình nó trùm khắp pháp giới viên mãn rồi, không có gì sanh ra ngoài mình hết. Vậy là ngầm nghĩ rằng mình sanh ra mọi thứ. Cái sai là thấy mình sanh ra mọi thứ, nhưng mà mọi thứ đều sinh ra từ tự tánh. Mọi thứ không thể ra ngoài tự tánh được, tất cả mọi cánh đều từ tự tánh sanh. Nhưng tự tánh không phải sanh ra mọi thứ. Chúng ta thông cảm này không? Thông cảm được chỗ này thì hy vọng hiểu được ít phần.
Tức là tất cả các pháp đều từ tự tánh sanh, nhưng mà tự tánh không có sanh ra mọi thứ. Hiểu không? Không hiểu để đó thành công án không? Bây giờ mình phải nói là tất cả mọi cái đều từ tự tánh sanh là đúng, nhưng mà tự tánh sanh ra mọi thứ là không đúng. Thì chỗ nào là chỗ đúng nhất? Ai giải thích được cái này? Thật ra ở chỗ này, cái người này bị cái hành giả này tới đây là thấy mình sanh ra mọi cái cho nên chưa phải. Nhưng mà tới một cái đoạn khi thức đã phá được rồi là tất cả mọi cái đều từ đây sanh ra, là tới lúc đó thấy đúng. Tức là lúc đó thành chánh kiến Phật đạo. Còn bây giờ thấy mình là viên mãn trùm khắp để mình sanh tùm lum thì chưa có viên mãn cái thấy biết của mình. Sai thì không phải là sai, nhưng mà thấy biết chỗ này là chưa viên mãn hoàn toàn. Đó là cái thấy thứ hai. Cái thấy thứ ba là thường phi thường. Lại thiện nam tử xét cùng cái tính không khác, cái còn cùng cái tính không của các hành đã dứt cái sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tịnh diệu của tịnh diệt. Nếu trong chỗ quay về thấy có chỗ nương, về lại tự nghi thân tâm mình từ đó mà sinh ra, và cả mười phương hư không đều từ đó sinh khởi, rời tức cái sinh ra tất cả đó, nhận là cái thể chân thường không sinh diệt. Như thế là trong cái sinh diệt sớm chấp là thường trụ, chẳng những lầm tính bất sinh mà cũng mê tính sinh diệt, an trụ trong cái mê lầm trầm trọng mà quyết định là đúng. Người ấy sa vào cái chấp thường mà phi thường, thành bè bạn với những kẻ chấp có tự tại thiên, mê cái tính bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn ma thứ ba lập tâm nhân y, thành quả vọng kế. Trái xa tính viên thường, đi ngược với đạo niết bàn, thành ra giống điên đảo. Tức là ở trong đó do cái thấy nó chưa viên mãn thì vẫn thấy có cái gì nó sanh ra. Thì hồi nãy á, là mình chấp mình sanh ra mọi cái, đúng không? Thì bây giờ cũng thấy không có khác gì hồi nãy, thì cũng thấy mình sanh ra mọi cái. Và cái sanh ra mọi cái thì nó có nó không, nó sinh nó diệt. Cái mà nó đang ngồi đây để nó sanh ra hoài thì nó cũng bị động để sinh diệt. Cho nên cũng có một cái lầm là thấy thì mình thường sinh nhưng mà không sinh. Cái được mình sinh nó không có sinh ngược lại mình. Đâu giống như mình lấy cái cục đất mình bỏ ra ở ngoài khỏi cái tay mình, nhưng mà cục đất không có sanh lại cái tay của mình. Thường nhưng mà không phải thường, thường mà phi thường. Lúc nào tất cả mọi cái cũng đều hiện từ đây ra. Giống như bây giờ mình lấy cái này mình bỏ ra đây thì cái này nó không có sanh ngược là tay của mình, đúng không? Cái mà thường hay chụp đây bỏ kia, chụp đây bỏ kia, nó là thường. Nhưng mà khi chụp ra rồi thì người này lại thấy cái hiện tướng này nó không phải là cái thường sinh, cho nên nó không phải thường. Cái thấy nó hơi có một chút lợn cợn trong cái khoảnh khắc này, rõ ràng là hay sinh ra hoài liên tục, từng cái khoảnh khắc một, từng sát na một là cứ liên tục sinh khởi. Mà tất cả những sinh khởi đều từ cái thường tại của tự tánh sanh. Thấy thường từ thân mình sanh ra. Nhưng mà bây giờ sanh ra, ví dụ như sanh ra cái nhà nó còn với thời gian nào đó, sanh ra con người cũng mấy chục năm, sanh ra sự vật cũng có một cái thời gian nhất định. Nhưng mà cái này nó thay đổi từ nhỏ lớn, thì lớn già này nó ra kia, nhưng mà nó chết nó không phải nó quay lại. Giống như người chết rồi, cái thân xác này chết nó không quay lại thành tự tánh. Tức là người này không có thấy được là nó đi ra rồi, không thấy cái đường nó đi về. Nhưng mà thường sinh, thấy cái con người, thấy cái thân tâm này cũng vậy, thấy tất cả các pháp ở mười phương cũng vậy. Rồi bây giờ bắt đầu soi rọi của cái thân tâm này, hoặc là soi rọi mười phương pháp giới, thấy rõ ràng là từ cái chỗ này nó sinh ra thường trực đó. Nhưng mà mười phương pháp giới, những cái hiện tướng của tất cả chúng ta ở đây, thì thấy cái đường để sanh về tự tánh là không thấy được. Cho nên nó không phải thường. Như vậy là cái lúc này thì là một cái sự thấy biết để biện biệt của cái tự tánh và cái sinh diệt bên ngoài. Thấy có thường, hồi nãy là thấy cái gì cũng mình sanh ra, bây giờ cũng thấy mình sanh ra mọi cái cũng giống như hồi nãy. Nhưng mà hồi nãy thấy mình sanh ra thì lại chấp cái nhân và cái quả nó trở lại là thường. Nhưng bây giờ thấy là sinh ra thì nó không còn thường nữa, thấy nó sinh nó diệt.
thấy rõ tất cả mọi cái đều hiện cái tướng sinh diệt đó. Thì đương nhiên nếu mình ngồi ở một cái chỗ định, mình ví dụ như mình lắng động chút, mình ngồi tại đây thì mình thấy từng tiếng nó sinh, từng tiếng nó diệt, từng tiếng nó sinh, từng tiếng nó diệt, mình thấy rất là rõ. Mà tất cả những cái tiếng sinh diệt nó đều sinh diệt ở trong cái đang thấy, đang biết của mình, đúng không? Thì vậy là cái đang biết sinh diệt đây là cái thường. Còn cái mà âm thanh có mất là nó phi thường. Nó không có thường, nó có, nó mất, nó có, nó mất, có, mất liên tục, nó phi thường. Thì nếu như ngang đây mà mình không có vượt qua, mình thấy vậy là mình sai. Đương nhiên là tự tánh đang hay biết mọi sự vật hiện tượng sanh khởi ở bên ngoài là không có sai. Cái hay biết tất cả mọi cái thì cái đó là thường. Nhưng mà lại thấy có cái đang hiện tướng đó là không có thường. Nó chợt có, nó chợt mất, nó chợt sanh, chợt diệt, thân mình, tâm mình cũng như là khắp pháp giới mười phương chúng sanh đều như vậy. Và nếu người hành giả này là quyết định như cái thấy này là đúng và dừng ngay tại đây là không phải, dừng lại cái thấy biết của chính mình. Nhưng ở đây nếu mà không chấp trước, cái thường sinh khởi nó không phải là phi thường rồi á, không chấp trước ở đây thì không lạc. Còn nếu mà chấp ở đây cho là cái thấy của mình nó tận cùng rồi thì nó sẽ dừng lại ngang đây. Dừng lại ngang đây cũng thông mấy cái trước rồi chứ không phải dừng lại ngang đây là không biết gì nha. Những cái hồi trước giờ là đã thông qua rồi, đã thông qua là coi như mình không có chấp. Không chấp thì mới bước thêm bước nữa. Trong những cái bước, những cái thấy này của một người hành giả đang ở một cái tầng mà phá thức ấm rồi là từng bước để thấy mọi cái. Để khi mà tất cả những cảnh giới người này lướt qua hết rồi thì ai lý luận thường phi thường này, người này cũng đủ chức để có thể thấy rằng ông lầm chỗ nào. Không? Hoặc là người ta thấy năng phi năng hay năng mà không phải năng đó thì người ta cũng đủ sức để thấy rằng hồi đó ông đi lạc mà ông mới tới đó, lúc đó tôi qua chỗ này rồi. Tức là những cái cảnh giới, những gọi là những cái cảnh trí này chứ không phải là những cái cảnh phàm nữa. Những cái cảnh của các bậc thánh trí là họ sẽ thông thấu hết tất cả những cái lý luận đúng sai hay dở trong tam giới này, cho tới khi mà thông một cách toàn triệt thì viên mãn trí tuệ. Ra trong cái dấu lúc mà chưa viên mãn thì từng cái thấy nó là một mảng, từng thấy nó là một mảng. Và mỗi một cái sự soi thấu của chúng ta trong cái lúc chúng ta công phu là chúng ta thấy biết thêm một tầng nữa. Thế này không phải là sai, tức là thêm một tầng thấy biết nữa chứ không phải là cái chỗ sai lầm. Chấp tri vô tri. Lại nữa, thiện nam tử xét cùng tính không của các hành đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tịch diệu của tịch diệt. Nếu cho hay biết, nếu do cho hay biết, do hay biết cùng khắp, nên nhận cái biết mà lập thành chỗ nhận hiểu. Cỏ cây mười phương đều gọi là hữu tình, cùng với người không khác. Cỏ cây sinh làm người, người chết trở lại làm cỏ cây trong mười phương. Nơi cái hiểu biết cùng khắp không có lựa chọn và quyết định như thế là đúng. Người ấy sa vào trí chấp tri vô tri, thành bè bạn của bọn bà tra triển ni, chấp tất cả đều cho hay biết, đều có hay biết, mê lầm tính bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ tư chấp tâm viên tri, thành cái quả sai lầm hư dối, trái xa tính viên thông, đi ngược với đạo niết bàn, sinh ra giống đạo tri. Cái này nó có một chút lầm nha. Đương nhiên là thấy cái này không phải là sai. Tại vì khi mà đã sạch hết thành ấm rồi thì đến cái đoạn là như nãy mình nói là đạo đã tất cả các cái hiện ra trong pháp giới này là gì? Là toàn tri. Pháp giới này là pháp giới toàn tri. Thấy chưa? Cây này có tri không? Lá này có tri không? Giờ Phật học chứng minh được điều này, chứng minh gần tới chứ chưa tới. Ngay cả cái bàn này, cái bàn khô này, hoặc là một cái lá cây khô thôi chứ không phải là lá đang tươi nữa. Chúng ta lấy một cái máy điện kế cực nhỏ, chúng ta kẹp hai cái kẹp liên hệ tới điện kế, kẹp lên lá cây đó, chúng ta tắt ý, chúng ta đốt, chúng ta thấy là kim của điện kế dao động liền. Thì rõ ràng là tất cả các pháp nó đang tri. Nhưng nó tri á, cái tri nó không phải là cái biết của so sánh phân biệt của tâm thức. Tri của cái lá cây nó khác với cái tri của con kiến.
Cho nên không thể là lộn xộn được. Đương nhiên nó là toàn tri, trong tất cả các pháp đều là toàn tri. Nhưng ở chỗ toàn tri chung kia kìa, nó không có so sánh, nhưng nó không phải là một. Chúng ta chừng nào thấy được cái tri của tất cả pháp giới này nó như nhau nhưng mà không phải là một, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được tự tánh. Còn nếu mà chúng ta thấy tri nó là như nhau, cọng cỏ nó cũng biết như người biết, hoặc là con kiến nó cũng có cái thức biết như người, là sai. Cái thức thì khác rồi, nhưng mà đã nói là cái tri kia kìa. Nhìn ở một cái góc độ nào đó thì cái tri này không sai khác nhau. Nhưng mà nếu riêng của cọng cỏ và con người là khác, nếu riêng của hư không và cái lá cây là khác, chứ không phải là một. Nhưng mà nếu chúng ta không rớt vào cái chỗ toàn tri để khắp pháp giới này là tri á, thì chúng ta không phải là người ngộ tánh. Cho nên người này đã ở trong một cảnh giới là cây cỏ lá hoa hư không vũ trụ này là toàn tri rồi, là người này không sai đâu. Nhưng có điều nếu mà chỗ đây lẫn lộn, thấy cái biết của con cỏ giống như cái biết là người là nó sai chút đó. Tri này là toàn tri, nhưng mà tất cả những cái tri của tất cả cái cấp độ của tất cả cảnh giới trong mười phương pháp giới này đều có cái toàn tri đó, không sai biệt nhau. Nhưng mà mỗi một cái nó đứng đúng vị trí của chính nó để nó tri, đó là chỗ sai biệt. Chúng ta thông cảm nổi chỗ này không? Bây giờ ngồi đây phát ra một âm thanh, tất cả chúng ta đều nghe một lượt như nhau, đó là sự bình đẳng trong cái hay biết hiện tại của mình, đâu có khác nhau gì đâu. Như vậy là trong cảnh giới chung đồng, chúng ta đồng một lượt nghe âm thanh khi chúng tôi nói ở đây. Nhưng mỗi người đều nhận biết cái riêng của mình. Cái nghe người thứ nhất không cách nào giống cái nghe người thứ hai, cũng là một âm Phật phát ra, chúng ta đều nhận rõ cái âm đó là âm Phật, nhưng mà hoàn toàn sai biệt. Ở nơi quý vị về cái nhận biết âm thanh này, nhưng mà rõ ràng là âm thanh là một chứ không có khác. Nhưng mà do chúng sanh sai biệt, tự cái sai biệt của chúng sanh để làm cho tất cả mọi cái nó sai biệt, đúng không? Chứ cái chỗ này là không có khác nhau. Thì khi con người rời khỏi cái riêng của mình để mình nghe mà không còn cái riêng tư của ngã chấp, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái toàn tri của mình với tất cả chúng sanh muôn loài không khác nhau. Nhưng chúng ta còn riêng, cho nên mọi cái nó sai biệt. Đây là cái điều mà chúng ta phải hiểu. Thì như vậy là nếu như một người hành giả đã thấy được tất cả các pháp là rõ ràng, nhưng mà không lầm, không lộn, nhìn thì thấy một lượt tất cả những cái trước mắt này, nhưng tất cả cái trước mắt này đều hiện đúng cái tướng của chính nó. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, tức là tất cả các pháp thưa nay cái tướng nó thường tự vắng lặng, nó không có động, nhưng mà mình động là cái chỗ của mình. Bây giờ mình nhìn thì tất cả các cái này đang hiện cái tướng thanh tịnh vắng lặng của chính nó ngay tại đây. Cái tướng thanh tịnh vắng lặng hoàn toàn không khác nhau giữa lá hoa, giữa cái màu xanh, màu vàng, màu tím, hoàn toàn không khác nhau về cái màu này. Nếu nói là vắng lặng và thanh tịnh thì chỗ này hoàn toàn không khác nhau, nhưng nó đang hiện cái tướng của cái màu khác nhau, đang hiện cái tướng của cái hoa lớn, hoa nhỏ, của cành, của lá rất sai biệt nhau. Thì như vậy là mình biết, là mình biết từng cành nhỏ, từng lá nhỏ, li ti cho tới cái lá lớn, là nó hiện tướng một lượt giữa cái nhỏ và cái lớn, nó hiện đầy đủ, không có phải là một. Mặc dù nó là chung, nhưng mà là một cái sự biện biệt minh bạch, không lầm lẫn trong cái này. Chứ nếu đây là một đống xà nùi giữa cái hoa và cái lá mà không biện biệt được thì cái thấy nó là vô minh. Mặc dù là một cái hiện tướng như nhau, nhưng mà như hiện tướng của chính nó, chứ không phải là như, là hoàn toàn không có cái sự biện biệt. Ở chỗ này nếu mà chúng ta thấy rằng cái cỏ với mình là bình đẳng, nhưng mà cỏ đứng đúng cái vị trí của cỏ, người đứng đúng vị trí của người, lá làm vị trí của lá, hoa là vị trí của hoa. Nhưng khi mà chúng ta nhìn vào nó thì chúng ta vẫn phân biệt một lượt bao nhiêu cành, bao nhiêu lá, bao nhiêu hoa, cái nào lớn, cái nào nhỏ, cái nào màu gì, là một lượt chúng ta rõ biết. Thì cái rõ biết một lượt đó là cái sự thấy biết bình đẳng của tất cả chúng ta ở đây.
Nhưng cái sai biệt của từng hiện tướng nó đều lộ cái tướng của nó, cho nên các pháp từ xưa nay nó thường cái tướng đó nó vắng lặng, nó hiện hữu của chính nó. Tướng tịch diệt, tướng vắng lặng, hiện hữu như nó đang hiện hữu, chứ không phải nó hiện hữu như mình. Thấy chưa? Mình hiện hữu bằng cái toàn tri, để cái toàn tri đó nhận biết tất cả các pháp, tất cả mọi cái nó hiện hữu như đúng chính nó hiện hữu mà thôi, chứ không phải là hiện hữu như cái như của mình. Mình bằng cái như để mình thấy tất cả các pháp là như một cục, không phải như vậy. Chỗ này mà ai biện ra được, ai thông được cái này thì người đó có khả năng hiểu biết được nhiều điều. Ra cái biết, cái nghe. Ví dụ như bây giờ giữa chúng ta nói là mình đang có cái bình đẳng, ngồi tại đây chúng ta đang có cái bình đẳng là tất cả mọi cái cảnh phía trước chúng ta đều thấy như nhau, tất cả âm thanh hiện ra ở đây chúng ta đều nghe một lượt giống nhau, không ai có thể nghe khác ai được, đó chính là cái bình đẳng. Nhưng khi lọt tới lỗ tai mình rồi nó khác à. Nhưng nếu ngồi tại đây mà chúng ta không nghe bằng cái lỗ tai nữa thì không bao giờ khác nữa, không khác với ai hết đó. Nhưng mà gì chứ còn kẹt mà chúng ta nghe bằng lỗ tai. Nghe lỗ tai của mình đó, chính mình nghe bằng cái lỗ tai của mình cho nên nó khác. Mặc dù âm thanh đồng với mọi người ở chung quanh đây, thì ra bình đẳng mà không phải bình đẳng. Bình đẳng mà không phải bình đẳng. Không, bình đẳng là từ đâu và bình đẳng là từ chỗ nào thì chúng ta phải biện biệt cho rõ. Thì ở đây á, là Đức Phật muốn nói là cái tri, thì rõ ràng là đến cảnh giới này là tất cả pháp giới là toàn tri. Cây cỏ lá hoa là tròn tri, vũ trụ hư không này là toàn tri. Thì cái gì nó cũng là tri. Chỗ này là không phải cái thấy sai, nhưng cái tri này nó hoàn toàn hiện hữu đúng cái vị trí của từng cái một, tri từng đẳng cấp một. Ví dụ như giờ chúng ta nhìn hết cái đầu là thấy bao nhiêu cái sợi tóc, đúng không? Thì chúng ta phải nhận rõ từng sợi tóc một, chứ đó không phải là cái đầu tóc là cái thấy sao rồi. Nhưng mà chúng ta khi mà cái tri chúng ta đến từng sợi tóc một thì mỗi sợi tóc nó khác nhau hoàn toàn. Mà cái tri đó sợi tóc thứ nhất với sợi tóc thứ 1 tỷ cũng tuy như nhau, không khác nhau. Chúng ta hiểu được điều này không? Tức là cái tri chúng ta không có khác nhau khi chúng ta đã thấy tất cả mọi thứ ở trong vũ trụ này, và tất cả mọi thứ trong vũ trụ này cũng hiện cái tri như cái tri chúng ta đang tri. Nhưng nó hiện cái tri đúng cái vị trí của chính nó. Cho nên cái câu mà mình nói là toàn tri hiện hữu như hiện hữu, nhưng phải kèm theo cái câu gì? Pháp giới tỏ thông. Nó phải tỏ thông, không cứ là. Chứ không thể nói không có tỏ thông được. Nó hiện hữu, mà hiện hữu không phải là sự chết lặng, sự chỉ là cái tri xà nùi không có gì. Nhưng mà nó rõ ràng là nó tỏ thông, tỏ rõ, thông suốt, không bị lầm lẫn. Đó là cái toàn tri thật. Còn nếu như mình thấy mà cái tri mà nó chưa có được thông, tức là nó lộn xộn giữa cây với người, cỏ với lá, hoa này, nó là như nhau, là đang thấy sai. Nhưng người này tại vì nó thấy tới đây rồi, cho nên nó hơi bị thấp thoáng không thấy nhìn của mình thôi. Bình tĩnh lên chút là ông này thấy đúng. Nhưng mà đang thấy cái này là rõ ràng là đang pháp giới đang hiện hữu toàn tri, cho nên hư không này cũng tri, cây cỏ lá hoa cũng đang tri. Thì cái tri này với mình tri nó là một, có cái chút lầm này thôi. Nhưng mà đây không phải là cái chuyện lầm lẫn lớn, bình tĩnh chút họ sẽ thấy ra. Nên nó tới đây rồi thì không thể là lầm nhiều hơn được nữa đâu. Không mất thời gian nhiều lắm. Nhưng mà đang tới cảnh giới này cũng thấy ra toàn tri hết mọi thứ rồi. Nó tất cả mọi cái đang hiện hữu là tri rồi. Đây là cái thấy lớn, là cái thấy của những cái bậc mà thượng thủ rồi, không phải người phàm. Không phải người phàm thấy rồi đó. Cái chấp sinh vô sinh. Lại nữa, thiện nam tử xét cùng cái tính không của hành ấm đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tịnh diệu của tính tịch diệt. Nếu đã được tùy thuận trong căn viên dung, dùng thay lẫn nhau liền nơi tính viên dung, biến hóa tất cả phát sinh cầu cái ánh sáng của hỏa đại, ưa cái thanh tịnh của thủy đại, yêu cái châu lưu của phong đại, xét cái thành tựu của địa đại,
rồi sùng phụng mỗi mỗi cái, nhận những thứ đại kia làm bản nhân và lập nó làm cái nhận hiểu thường trụ, thì người đó sa vào cái chấp sinh vô sinh, thành bè bạn với bọn ông Ca Diếp Ba La và bọn Bà La Môn, xem hết thân tâm thờ lửa, đem hết thân tâm thờ lửa thờ nước để cầu ra khỏi sinh tử, mê muội tính bồ đề của Phật, bỏ mất chính tri kiến, ấy gọi là bọn thứ năm chấp trước phụng thờ, mê tâm theo vật, lập cái nhân mong cầu hư vọng để cầu cái quả mong mỏi giả dối, tánh xa tính viên dung, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống điên hóa. Ở đây bây giờ cái người này, hồi nãy giờ mình chưa giải thích cái câu đầu hay lặp đi lặp lại là xét cùng cái tính không của hành ấm đã diệt cái sinh diệt, không? Tức là hành ấm đã hết rồi, hành ấm là nó thành không rồi, sinh diệt cũng đã diệt rồi. Nhưng chỉ có một cái điều là chưa có viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt thôi. Chúng ta nhớ là người này chỉ còn có cái chỗ tinh diệu của tịch diệt là chưa xong. Do đó bây giờ nãy giờ thấy lung tung rồi, bây giờ thấy riêng từng cái. Tức là bây giờ thấy tất cả những cái hình sắc trong hư không này là do đất nước gió lửa nó hình thành. Đất nước gió lửa hình thành. Như vậy là từ cái chỗ thấy tinh diệu đó mà nó chưa có thông, cho nên á, thuận trong cái căn viên dung là thay dẫn nhau liền thấy, thì trong cái thấy viên dung đó, nhưng mà phát sinh cái ánh sáng của đầu tiên là nhận thấy cái ánh sáng của quả đại. Nhưng thấy rõ ràng là quả đại có ánh sáng trong hư không này, chứ không phải đợi mình đốt mình thấy lửa ban đêm đâu. Người này không cần tới đốt thành ngọn lửa. Thì họ thấy rõ ràng trong hư không này có ánh sáng. Rồi họ thấy rõ ràng là trong hư không này có cái thủy đại, yêu thích cái trong sáng của thủy đại, cái thanh tịnh của thủy đại, hoặc là cái phong đại lưu thông trong hư không này, chính mắt người này đã thấy rõ, hoặc là cái thành tựu của địa đại người này thấy rõ, chứ không phải đợi gom thành cục này chúng ta mới thấy. Đất nước gió lửa chưa thành hình người này thấy rồi. Người này đã thấy rõ ràng trong hư không này có ánh sáng của lửa, nó lẫn lộn sự thanh tịnh của gió, nó lẫn lộn sự lưu thông của lẫn lộn sự thanh tịnh của nước, nó lẫn lộn cái lưu thông của gió và cái thành hình của đất. Người này thấy rõ trong khắp pháp giới mười phương như vậy, chỗ nào cũng có những cái này. Vì vậy là khi họ thấy chỗ nào cũng có cái này thì họ thấy rõ ràng là quả đại là ánh sáng lưu thông cũng khắp mười phương pháp giới này cũng có, cho nên có cái tâm nhận tứ đại này nó là thường trụ. Nhưng trong cái khoảng đầu chúng ta học Lăng Nghiêm thu thất đại, thì trong cái đoạn đó Đức Phật nói gì? Quả đại là gì? Là Như Lai tàn tâm trùm khắp pháp giới, tùy theo cái duyên chúng sanh mà nó hiện hữu thành hình gì đó, đúng không? Thì ở đây người này chính bản thân họ thấy là khắp pháp giới này có ánh sáng của quả đại, khắp pháp giới này có sự thanh tịnh của thủy đại, khắp pháp giới này có sự lưu thông của phong đại, khắp pháp giới này có cái hiện tướng thành hình của địa đại. Cái thấy này không phải là sai. Lần này là ông này thấy thiệt. Tới đây không có nói qua kiến thức rồi, không? Từ trước giờ đã nói là qua cảnh giới hành ấm là không có thông qua cái kiến thức học hỏi của ai, không thông qua kinh nghiệm của ai. Nhưng tới lúc này hành giả này đang thấy rõ bốn cái này nó đang hiện tướng trong pháp giới này. Chỗ nào cũng có quả đại, chỗ nào cũng có thủy đại, chỗ nào cũng có phong đại, chỗ nào cũng có địa đại, không có chỗ nào vắng cái này hết. Và rõ ràng khi hình thành cái gì thì đem ra phân chất, phân tích thì rõ ràng đầy đủ tứ đại. Thì vậy là tất cả những cái mà nó, nếu mà có hình tướng đều được sinh ra từ bốn cái đại này. Thì cái chỗ này nếu chúng ta dừng lại cái thấy biết ngang đây, tức có nghĩa là cái đại này nó là cái gì? Vô sinh. Sinh mà vô sinh là lý do tại sao? Bây giờ khắp hư không này chúng ta, ví dụ như chúng ta tưởng tượng nó là 10 tấn lửa đi, ví dụ vậy. Thì vậy là khi gom vào cái thân của con người là 100 gram lửa, thì hư không này có bị mất 100 gram đó không? Không, cái thân này cũng ở trong hư không. Cho nên dù thành cái thân này hoặc là rã cái thân này ra thì cái khối lượng quả đại ở trong hư không này vẫn nguyên là như vậy, không thay đổi. Hoặc là cái thủy đại vào cơ thể của chúng ta
Một ngày chúng ta sử dụng 2 lít nước thì nước trong hư không này có bị mất miếng nào không? Không, nó chỉ đại là gom trong cái thân này thôi, nhưng mà nó cũng vẫn tiếp tục ở trong cái hư không này, nó không mất. Và nước đó và cái nước, cái ước của cơ thể chúng ta và cái ước của hư không pháp giới này, hoặc là cái ước của tất cả các nước trên thế giới này, nó không có khác nhau. Nó cũng là cái ước, cho nên cái ước này nó không tăng, không giảm, không sinh, không diệt. Dù cái thân chúng ta 50kg khi mà thở ra cái phong đại không còn, lúc mà những cái ranh giới của cái thở và cái ngưng thở đó, thì chúng ta đang hít vào thở ra, đang hít vào thở ra, thì hư không cũng bao nhiêu phong đại đó, chứ không có tăng. Và khi chúng ta thở ra, chúng ta không hít vào, thì hư không cũng không tăng thêm được miếng nào đâu. Nó cũng vẫn nguyên là bao nhiêu phong đại đó thôi. Cho nên người này thấy là dù có tứ đại thành hình cái vật này, dù tứ đại thành hình cái vật kia, dù tứ đại thành hình vật nọ, nhưng mà tứ đại vẫn nguyên là thế. Từ ngàn xưa tới bây giờ phong đại vẫn là phong đại, không có thay đổi, không có sinh diệt. Cho nên chấp sinh là vô sinh. Có một cái sơ là do cái thấy mà nó chưa có tỏ thông lắm, cho nên thấy cái sinh diệt này nó chính là cái vô sinh. Thấy tứ đại này là bất sinh bất diệt. Chỉ cái đoạn đầu khi thu thức đại chúng ta thấy rõ ràng là cái gì? Tứ đại này là Như Lai tàn tâm trùng khắp pháp giới mà. Vậy là không có chỗ nào không có tứ đại. Giữa hư không này là chúng ta khoanh một khoảng này, là chúng ta đem đi phân chất cái có đầy đủ đất nước gió lửa liền, chứ không phải đợi thành hình đâu. Thật ra giữa hư không này nó đang xen có đầy đủ phong đại, có đầy đủ thủy đại, quả đại, không thiếu miếng nào. Trong 10 phương pháp giới này tứ đại luôn luôn hiện hữu đang xen nhau, không thiếu miếng nào hết. Thì rõ ràng là tới cái chỗ này người này đã nhận, đã thấy ra. Nhưng mà mình thấy nổi không? Đâu có thấy đâu. Thấy khi hiện thân này chúng ta đem đưa khoa học máy móc phân chất đó, thì nó cho mình biết là bao nhiêu cái hơi ấm, cho mình biết là bao nhiêu gió, cho mình biết bao nhiêu nước, cho biết bao nhiêu đất thôi. Máy móc phân chất ra để biết. Chứ bình thường trong giữa hư không này chúng ta không đủ sức để thấy như vậy. Nhưng người hành giả này đủ sức để thấy điều này. Thích, thấy ánh sáng cũng thích ánh sáng, thấy sự thanh tịnh của nước cũng thích thanh tịnh nước, thấy lưu thông gió cũng thích thanh tịnh của sự lưu thông của gió. Đó thì do cái tác ý sinh ra như vậy. Mà nếu mình đắm trước và mình chấp trở lại này thì xem như lạc đường, coi là lạc đường. Nhưng mà thấy đang thấy như vậy là không lạc. Và rõ ràng đây là một cái thấy đúng do trí tuệ mới thấy nổi. Chứ chúng ta thấy không nổi rồi, chúng ta dùng cái máy mới đo nổi. Nhưng mà người này không cần máy móc hả? Không, do trí tuệ, do cái công phu. Người này đến một cái độ là thấy luôn những cái hiện tướng của tứ đại trong khắp cái hư không này. Chứ không phải là hiện thành thân mình nữa. Giờ với một người bình thường hiện thân hỏi bao nhiêu nước trong thân chưa chắc một người bình thường có thể hiểu biết hết, đúng không? Như người này thấy rõ ở hư không rồi thành hình của ai, thành bao nhiêu, rồi thành cây cỏ là bao nhiêu, thành cái gì là bao nhiêu. Người này thấy không sót miếng nào. Với trí tuệ họ thấy rất rõ điều này. Đó, nhưng mà nếu mà chấp cái sinh diệt đó là vô sinh là cái thấy lầm, đúng không? Nhưng mà người này nếu không chấp cái này, không lấy cái sinh đó là vô sinh, mà thấy đó là cái hiện tướng, chỉ là thay đổi hình tướng tứ đại trong một cái thời điểm nhất thời nào đó thôi, thì như vậy là lúc chúng ta nhận cái thân này thì chúng ta thay đổi tứ đại trong cái khoảng khắc này. Chúng ta gom cái thân rồi chúng ta gom tứ đại từ 2-3 kg tới giờ 5-60kg rồi, đúng không? Tức là cái hiện tướng tứ đại trong cái thời khắc chúng ta đang mang ở đây. Tới ngày nào đó mình không thèm xài cái tứ đại nữa, mình trả đi. Thở cái khì ra không thèm hít lại là gió, trả về gió. Hơi ấm cơ thể mất là lửa, trả về lửa. Bắt đầu ít bữa cái cơ thể mình nó sình trương, nó chảy nước ra, nước trả về nước. Rồi cái thân rã là đất, trả về đất, xong. Chỉ vậy là cái thân này nếu mà nhìn sâu xa rõ ràng là mình mượn, mình xài một khúc. Không biết mượn xài bao lâu. Chứ không phải là chết, không chết, lúc nào không thích xài bỏ. Nói chuyện nghe ngon vậy mới được, đúng không? Mình tu rồi mình phải ngon lành vậy đó. Chứ thân gần chết rồi chạy lo khóc lóc ôm sùm, không phải. Mượn xài mà, không thích trả lại, kiếm thấy cái khác. Chừng nào mà ai tự thấy trong lòng như vậy đó là mới bắt đầu ngon á. Tu mà tới chuyện tôi thích, không thích nữa đó. Bây giờ tôi không muốn xài thân nữa, tôi kiếm thân khác tôi xài chơi, bỏ liền.
không có một ý niệm liên tiếp và bỏ cho được nha. Chứ bỏ mà gà nhằn gà nhưa là không phải là cao thủ. Cao thủ là chớp mắt một cái là bỏ thân này liền. Nhưng mà thích mà thì xài. Cho nên xài đừng có khổ với nó, xài khổ là không đúng. Xài sao mà phải điều hòa, phải xài nó một trong thoải mái, nhẹ nhàng, không có cái chuyện mà xài cái thân tứ đại trong đau khổ được. Mượn xài mà khổ thì đâu phải mượn, nên là bị mang rồi. Đó, mình không phải là người bị mang mà mình làm chủ để mượn cái tứ đại này xài ở đây. Ngon lành vậy mới được, tức là trong đầu chúng ta mà đủ kiến thức ngon lành như vậy thì mới gọi là cái người tu Phật tốt. Còn mình thấy mình bị mang cái thân nặng nề này, bệnh hoạn rồi bị trả nghiệp, bị này bị kia, cái tứ đại nghiệp dính gì ở đâu. Đối với tứ đại là nó thanh tịnh, nó sáng suốt, nó nhiệm màu, nó hiện khắp khắp giới này, do cái nghiệp mình mới gom tứ đại vô mình xài. Tứ đại đâu có mắc cái nghiệp mà mắc cái thân tứ đại bị bệnh. Xài tại mình không biết cách để điều hòa nó, mượn mà không có trí tuệ để xài cho nên nó bệnh. Không, mượn mà mượn có trí tuệ rồi xài, phải dùng xài có trí tuệ. Muốn cho nó mập, muốn cho nó ốm, ốm, muốn cho nó khỏe, khỏe, muốn cho nó bệnh, bệnh, muốn cho nó sống thì nó sống, muốn cho nó chết thì nó chết. Đó là mới gọi là cái người biết xài cái thân này, gọi là có chút trí tuệ để xài á. Nói cho người tu Phật phải nói chuyện ngon lành vậy đó, có ai dám nói gì không? Ai mà bây giờ tôi xài thân là tự do chưa? Chưa. Chúng ta còn nhát nữa, dám nói đó. Mà cái thân mình mượn mình xài mấy chục năm thiệt không? Mà không làm chủ được nó, hỏi tức không? Giống chiếc xe bỏ tiền đi vay tiền vay của, rồi mình mua được chiếc xe mà lên xe làm chủ nó, muốn dẫn nó đi đâu nó phải đi theo đó, mình lái đường nào nó theo đường đó mới đúng chứ. Tự nhiên cái thân xài mấy chục năm giờ lệ thuộc đó, nó bệnh rồi giờ muốn nó khỏe nó không chịu, tức không? Nhưng mà nhiều người bị như vậy lắm à. Ai cũng bị hết, đủ quá không? Cái này là vật dụng của mình, phải nói vậy, thân là vật dụng của mình, cái mà mình mượn để mình xài trong cuộc đời này. Cho nên thích xài tiếp chơi, không thích là bỏ đó. Phải nói ngon lành vậy mới được. Chừng nào ai nói ngon lành vậy báo cho tôi biết. Ai có đủ ý kiến giải là cái thân này là tôi cầm lên được, tôi buông xuống được, tôi thích xài nó tôi xài tiếp, tôi không thích tôi bỏ nè. Và tôi có khả năng điều động nó bằng tất cả những cái tình huống. Muốn nó khỏe khỏe, nó muốn bệnh nó bệnh, trời nóng tôi xài kiểu nào, trời lạnh tôi xài kiểu nào, tôi xài thoải mái, tôi không bị khổ do cái thân này, thì người đó là ngon rồi đó. Sống cuộc đời như vậy mới có ý nghĩa. Chứ giờ mang thân này cực quá. Mang thân này bị nghiệp hành, bệnh tới bệnh lui, đổi thừa là nghiệp chướng con nặng nề, nhiều đời con sát sanh, rồi giờ này cũng bị tứ đại này nó thanh tịnh mà nó có gì đâu. Tứ đại là lửa là sáng xuống, là nước là thanh tịnh, gió là lưu thông, đất là cái hiện tướng. Tứ đại đâu có bệnh. Nghĩa là người bệnh không phải là tứ đại, mà cái thân tứ đại mình mang lại bị bệnh là sao? Tức là mình xài không đúng chỗ. Không, mình xài không đúng chỗ mà không biết cách điều hòa. À, không biết cách điều hòa để thân này thành bệnh. Thì ra ở đây mỗi người hành giả này xét cái tính tứ đại thì rõ ràng là người này đã thấy gọi là thấy tường tận về tứ đại, chứ không phải hồi tưởng như mình. Thôi giờ với kiến thức khoa học thì mình có thể nghe cái cơ thể mình ấm ấm, mình nghĩ là mình 37 độ, nóng một chút nữa là mình nghĩ độ mình tăng lên 40, 40 mấy độ, nhiệt độ cơ thể tăng lên, ví dụ vậy. Hoặc là có bữa mình đã hiểu biết khoa học rồi, mình thấy cơ thể mình lạnh lạnh, cái nhiệt độ bị hạ xuống. Chứ mình có thấy lửa trong cơ thể nhiều không? Sao thấy nổi, mình đâu có đủ sức để đo, nhưng mà người này thấy hết. Nước với mình là thấy nước sạch rồi nước dơ, nước đủ thứ, nhưng mà người này thấy rõ ràng cái tính thanh tịnh của ước. Ước luôn luôn là thanh tịnh à, đúng không? Gió luôn luôn là lưu thông, là động. Cho nên những cái gì động là lưu thông, lưu thông là đang động, không có ứ trệ, gió không có chỗ nào dừng được nó, không ai nhốt được gió hết đó, luôn 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 thông. Hiện tướng của đất nó cũng là một cái gì, cái sự thành tựu của tất cả các tướng được hợp lại để mà thành, nó cũng không có gì. Thật ra cái lỗi của cái việc dùng xài tứ đại sai lầm của mình mới ra chuyện, chứ còn thấy rõ ràng tứ đại nó chỉ là như vậy thôi, nó chỉ là ánh sáng, nó chỉ là thanh tịnh, nó chỉ là lưu thông, nó chỉ là sự thành tựu. Vì mình gom hết cái đó thành thân của mình cũng giỏi rồi đó, nhưng mà có điều là xài không giỏi thôi. Xài không giỏi vì trục trặc ra, chứ mình gom vậy là mình cũng hay lắm rồi đó. Giữa hư không mình gom tất cả những cái này để thành thân là mình giỏi rồi. Nhưng ở đây người này thấy khi mà tứ đại nó hiện tướng thì được gọi là sanh.
Nhưng mà dù sanh đi nữa nó cũng chỉ là tứ đại, cho nên gọi là vô sanh. Đúng không? Sanh kiểu nào nó cũng tứ đại. Đó, ví dụ như thấy ra hình con người thì được gọi là sanh, nhưng mà nó cũng tứ đại hiện tướng. Bây giờ con người này có tan đi nữa thì cũng là hiện tướng của tứ đại. Nó cũng thuần là tứ đại từ xưa tới bây giờ. Có xài 80 năm đi nữa cái thân này già cũng là tứ đại. Tứ đại nó không nói nó già, tại cái nhìn cái tâm thức của mình thấy nó già thôi. Tứ đại xưa giờ cũng nguyên chừng đó à. Nó không có cái chuyện mà tứ đại già, tứ đại trẻ. Không có nói tứ đại mà sinh, tứ đại diệt. Nó chỉ là hiện tướng trong một cái đoạn nào đó do cái nghiệp riêng của từng người. Đúng không? Đó, cho nên mới nói là Như Lai tàng tâm trùm khắp pháp giới, tùy theo duyên nghiệp của mỗi người mà nó hiện tướng khác nhau. Tùy theo duyên nghiệp mình thôi. À, cái duyên phước chúng ta sinh ra để chúng ta da đen da trắng rồi mà mặt đẹp mặt xấu là cái duyên của từng người. Cái nghiệp của chúng ta nó chiêu cái tứ đại nắng nót theo kiểu đó, là mình nắng ra đời. Đừng nói là sao tôi xấu, tại vì mình không khéo nắng mình thôi. Không, chứ mình khéo mình làm chút nữa mắt mình đẹp hơn, làm chút lỗ mũi mình đẹp hơn, chứ không phải đi thẩm mỹ viện. Cái hồi mà mình chung vào thai trong cái khoảnh khắc mà hành ấm đang hoạt động thì gắng nắng sao cho nó đẹp đi, kỳ sau làm lại ha. Lỡ đời này không đẹp thì kỳ sau chung vô là phải gán làm sao cho đẹp một cái, nó ra đời nó đẹp mới được. Trong cái khải móng tay đó tại lẹ quá không tính không nổi là không đẹp. Đời này chúng ta sinh ra đời nó không có được hoàn hảo như ý muốn của mình. Gán kỳ sau mà lỡ cái chung vô là trong cái đoạn hành ấm gán định tâm để mà làm cho ra được cái thân đẹp. Không đó thì mượn tứ đại để mà xài. Thì cái người này với cái trí tuệ trong cái đoạn này chấp, không phải là chấp mà họ thấy rõ ràng là dù có thay đổi bao nhiêu ngàn cái thân của chúng sanh đi nữa thì tứ đại cũng vẫn là như vậy. Cho nên tạm được chấp, được gọi là chấp tứ đại này, cái chỗ sinh nó là vô sinh. Thực sự nó không có cái gì là sinh hết đó, chỉ là thay đổi cái hiện tướng theo cái nghiệp của từng chúng sanh thôi. Chúng sanh đó hiện tướng đó thì gom như tứ đại đó, rồi xong chúng sanh đó lại hiện một cái hình tướng khác để mượn số tứ đại khác, là cái thay đổi trong cái hiện tướng do nghiệp tập của từng loài chúng sanh một. Chứ còn tứ đại vẫn nguyên như vậy xưa giờ, không phải là sinh, không phải là diệt. Tứ đại không phải là sinh diệt. Mà tứ đại không sinh diệt thì gọi là chấp vô sinh. Tạm thời cái người hành giả này tới cái tầng này, họ đang thấy như vậy. Họ đang thấy rõ ràng là tứ đại nguyên thủy từ xưa nay là chừng đó, không thêm không bớt, không tăng không giảm, không dơ không sạch. Giống Bát Nhã rồi đúng không? Đó, tứ đại vốn là thế. Thật ra mình mà ngày nào mình chấp cái mình cái kiến thức của mình hiểu không hết, mình học sơ sơ rồi xài cái hình quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh đúng không? Đúng, ở một cái chừng đang học đang hiểu kiến thức mà tới chừng đó mình quán thân mình là bất tịnh. Nó thực sự tứ đại nó không có cái gì là tịnh là bất tịnh cả. Cái sự thật của tứ đại không có tịnh và bất tịnh. Sự thật tứ đại là Như Lai tàng râm trùm khắp pháp giới, không có khác nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta chấp cái gì đó thì nó thành sai lầm thôi. Cho nên cái người hành giả này đã tới cái tầng là thấy biết tứ đại một cách tường tận là không có sanh diệt. Thì cái chỗ này không phải là chấp đâu. Nhưng mà dừng lại chỗ này thì cái kiến giải mình chỉ là cái thấy biết của tứ đại thôi. Cho nên Đức Phật không muốn người này chỉ hiểu không về cái tứ đại này, mà phải thấy một cái gì đó sâu hơn nữa. Thì sâu hơn nữa để phá từng lớp, từng lớp, từng lớp. Nhưng mà ngang cái tầng trí tuệ này thì cái vị hành giả đang thấy chừng đó. Và thấy chừng này nếu mà chúng ta chấp thì cái thấy chúng ta không có mở thông nữa, chứ không gọi là sai. Thấy tới đây khó sai lắm. Nhưng mà nếu dừng ngang đây thì không mở thông thêm nữa. Do đó nếu mà mọi người nào mà tu tập đã thấy mình thấy hết rồi thì ngang đó không lên được. Tự chúng ta làm cho trí tuệ chúng ta không khai thông tiếp nói thôi, chứ không ai sai hết. Thật ra là khi mà chúng ta đang thấy đúng với Phật Đạo, từng cái bước tháo mở trong cái tâm thức của mình để thăng tiến về mặt tâm linh của mình á, mà mình có chỗ để mình dừng thì đừng có thấy mình không viên mãn, chứ không có gì là sai hết á. Không có cái gì là xấu hết, nó không có gì thành ma, thành tà, thành ngoại đạo. Họ đang học chừng đó, họ đang hiểu chừng đó với kiến thức của họ và cái nghiệp đó. Cho nên họ đi theo con đường đó thì đứng gốc ngoại đạo mình cho đó, ở đứng gốc Phật Pháp mình cho đó là ngoại đạo. Không phải, tại vì có nhiều vốn đó à. Kêu họ làm khác họ đâu có làm được. Người bây giờ thích niệm Phật, kiến thức họ hiểu niệm Phật là hay số 1 rồi, cho nên họ niệm Phật.
chứ chưa chắc niệm Phật hay người tu thiền. Nhưng mà người tu thiền được thiền định, họ cảm giác thiền định là ngon lành cho họ, thấy thiền định là hay, chứ không phải là hay hơn người niệm Phật. Rồi người thích trì chú nó linh, rồi cái trì chú nghĩ là nó hay, nhưng không nào hay ông nào hết á, ông nào cũng như nhau. Nhưng mà quan trọng là cái kiến thức, cái công phu, cái chiều sâu tâm linh chúng ta, cái nhận định, và nhất là cái chánh kiến của mình, nhận định trên cái pháp của mình đang hành đó đó, mình nhận tới đâu. Cái sâu cạn là cái trí tuệ, chứ còn phương tiện thì không nói gì. Phương tiện không ai hơn ai cái gì cả. Cho nên trí tuệ của một người hành giả đã tới đây thì cũng là một cái gì đó đáng để cho chúng ta trọng nể rồi. Nói vậy chứ mình học cả đời này và 1000 kiếp sau chưa tới trình độ này đâu. Phải trải qua những cái công phu là phá được sắc rồi thọ rồi tưởng là hành ấm, rồi qua mấy cái lớp của tưởng ấm mới tới đây lận á. Có nghĩa là chúng ta đang tưởng tượng là cái quý vị này còn bước mấy cái bậc nữa là thành Phật. Còn mấy bước nữa thôi à. Ra tới cái tầng này là cái tầng mà nó hết sức là chuyên sâu trong cái công phu chuyên môn của Phật thừa. Nó là gần tới ngưỡng cửa Phật rồi. Ánh sáng gần như là nói ánh mặt trời bắt đầu nó đã mọc ra rồi, chỉ còn một lớp mỏng, rất mỏng của mây mờ phía trước mà thôi, chứ không phải là lạc đường tà nữa đâu. Cho nên ở đây có những cái lý luận mà chúng tôi muốn bàn là cái đạo này thế này, đạo kia thế kia, chúng tôi muốn bàn, thật sự nó không phải như vậy. Những cái lý luận nó có thể nó chim vào, nhưng mà mình nói hoài nó thành nó mít lòng. Thật ra có những cái tôi lướt qua, chứ còn nó nhiều lắm ở trong nguyên cái đoạn từ mà cái phá mà ngũ uẩn trở về tới đây ha. Nếu mà chúng ta lọc lại thì chỉ còn được có mấy trang chính thôi, mấy trang nguyên thủy thôi. Còn đa phần là cứ đó, cứ chim vô cũng vậy thì lạc đường này cũng vậy, phải bị đỏ cái này. Nó không phải. Cái mà nguyên bản của Lăng Nghiêm nói về phá thức ấm là không có dính gì mấy cái câu này đó. Mấy câu này bị chim sau này để dọa người ta chơi rồi mới dính gì đó, nó không phải là nguyên bản đâu. Cho nên là cái này nó tương ưng với cái ngoại đạo gì, rồi tương ưng với Bà La Môn. Không phải kiến thức Bà La Môn cũng xa này lắm, Bà La Môn tới đây. Còn những loại ngoại đạo nãy nói nó cũng không phải là cái này. Cho nên cái này giống ngoại đạo này, rồi giống ngoại đạo kia, rồi phải lạc cái này lạc kia, không phải. Nó chỉ có một cái là sai với cái tính Bồ Đề, là có cái câu đó là hoàn toàn đúng, từ đó sao là sai hết. Nguyên đoạn sau của tất cả những câu kết này đều là không có phải là nguyên thủy của bản kinh. Đó, ví dụ như là nếu mà chấp cái này thì lệch với cái tính Bồ Đề, không đạt được cái giác ngộ viên mãn, chỉ đó thôi là hết rồi đó. Chứ không phải là giống ngoại đạo này lạc đường nào không có đâu. Tới đây rồi là không có cái chuyện đó. Cho nên tới đây mà vẫn còn chim đó là càng lòi cái đuôi sai lầm ra lớn hơn. Nhưng bây giờ mình môi riết mình cứ đọc kinh mình cứ nói chỗ này không phải, chỗ kia không phải, hoài bến lòng quá. Cho nên tôi giảng thường là tôi lướt qua, tôi không muốn bàn sâu. À, không có đụng tới ngoại đạo này là cái gì, ngoại đạo kia là cái gì. Nhưng mà rõ ràng, ví dụ như là người này thấy cái tính tứ đại như vậy, thấy là quả đại nó là sáng suốt, rồi là thủy đại là thanh tịnh, phong đại lưu thông, rồi thành tựu của đất. Chính họ thấy như vậy, cái sinh ra để hình thành tất cả cái hình tướng trên thế gian này tùy theo duyên nghiệp chúng sanh, rồi nó rã ra nó cũng trả lại tứ đại y nguyên như vậy. Cho nên họ thấy được tứ đại là bất sanh bất diệt. Và nếu mà chấp cái tứ đại bất sanh bất diệt thì không viên mãn cái trí tuệ giác ngộ. Đó. Nếu mà không chấp cái này thì trí tuệ giác ngộ còn có khả năng khai thông. Nếu kết luận như vậy thì quá tuyệt vời cho cái đoạn, từng đoạn một là như vậy thôi. Chứ ngang đó nó không còn là tương ưng với ngoại đạo. Ngoại đạo không tới đây nổi đâu. Ngoại đạo thì sao phá nổi tưởng ấm mà tới đây mà nó tương ưng cái gì. Thật ra nếu mà có chuyên môn rồi, chúng ta mới thấy những người mà không có chánh kiến là ở cái tầng tưởng ấm trở lại hết. Có đủ chánh kiến rồi mới phá, mới hết được cái tưởng ấm, mới bước qua ngưỡng cửa của hành ấm. Mà khi đã bước qua ngưỡng cửa của hành ấm trở về đây, và mới nói là trí tuệ Phật đạo chưa tỏ thông thôi, chứ không nói cái chuyện khác là lạc đường tà nữa. Chúng ta nên hiểu điều này để thấy rằng là ngoại đạo không có dính gì sau cái tầng tưởng ấm vô đây nữa hết á. Cho nên có những cái đoạn tôi nói lướt qua nãy giờ đọc là nó giống ngoại đạo này giống ngoại đạo kia, đúng không? Tôi không dám đụng tới, không muốn đụng tới, không muốn lý luận là gì. Tôi thấy nó lệch quá nhiều, không phải như vậy. Thật ra khi mà chúng ta đọc những cái bản kinh mà về chuyên môn, về chuyên sâu á, thì chúng ta phải có một cái gì đủ cái tầm chuyên môn để chúng ta lọc lại.
À, nếu bản kinh nó dày cỡ này ha, nếu mà mình chịu mà ngồi lại với một số người mà có đủ cái tầm chuyên môn và có đủ cái sự hiểu biết về ngôn ngữ thì quyển kinh này chắc là còn ít lắm. Không có nhiều gì đâu, có rất là nhiều đoạn, nó không phải là nguyên bản. Mà nhất là chim vô á, mà tôi rất là khó chịu là khi mà đọc đó, như tới thức ấm rồi, như hồi đầu mình nói là những ma sự của thức ấm, thiệt là nó sai xa lắm. Cho nên ngồi học ngũ ấm cái thành ngũ ấm ma, tu thiền rớt ngũ ấm ma, coi chừng tu thiền bị ngũ ấm ma. Hồi mình còn nhỏ mình tu tập mình thấy cái này nó kỳ, mình sợ gần chết luôn. Mỗi khi mà học Lăng Nghiêm, học cái gì học mình học ngũ ấm ma sợ lắm rồi nha, không học đâu, bị lơ mơ tu bị dính ngũ ấm ma. Nhưng mà thật sự khi mình học mình thấy mà nghìn trùng sai khác với những cái mình hiểu từ trước đến giờ. Nhắc lại là ngoại đạo thì trước cái đoạn của tưởng ấm. Cho nên ở sau này khi mà chúng tôi đọc tới cái những cái đoạn mà nói là cái này nó giống ngoại đạo này, giống ngoại đạo kia, chúng tôi không giảng là quý vị cũng đừng nên thắc mắc, là tôi thấy rõ ràng là ngoại đạo không vượt qua khỏi tưởng ấm đâu. Trong giai đoạn tưởng ấm nó mới thành hình những cái sở đắc, sở chứng. Và những cái sở đắc, sở chứng sau khi mà giai đoạn mà hơn thua với vọng tưởng, dùng từ chính xác như vậy, thì nó sanh nhiều cảnh giới, những cảnh giới đó người ta chấp thì nó thành ngoại đạo. Có những cái chấp trước, những cái sở đắc mới thành ngoại đạo. Và bước qua khỏi tưởng ấm rồi là không còn sở đắc nữa, không còn sở chứng được nữa đâu. Tới hành ấm là không có chỗ chứng, chỗ đắc nữa, thì không rớt vào ngoại đạo được. Và tới nhất là tới thức ấm này, là một cảnh giới ở một cái tầng trí tuệ mà chỉ còn mấy bậc nữa là thành Phật ha. Cái chỗ này là tôi nói là ngang cái trí tuệ của Bát Địa Bồ Tát, Thập Địa Bồ Tát trở lên rồi mà ngoại đạo làm sao so nổi vô mấy cảnh giới này, mà cứ chem chim. Có người mới đoạn vừa rồi nó giống với Bà La Môn rồi nữa, không phải. Nó quá xa với cái gì nguyên thủy. Nó thật ra là khi chúng ta đọc kinh chúng ta phải thấy như vậy. Thì chắc là bữa nay chúng ta dừng cái này ở đây. Rồi thôi bây giờ nghỉ nha. Chúng sanh vô biên thuệ nguyện độ phiền não vô tận thế
tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông, xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vì ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi Cực Lạc, ôi Niết Bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu. Chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông, xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi Cực Lạc, ôi Niết Bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế,